Nguyễn Văn Kiệt đẻ ấy rồi hả? Đẻ óp rồi hả? Cứ dạ vâng. Ừ, phải dạ vâng với chú chị. Dạ vâng. Dạ vâng, sao ngày mai hỏi. Tức là trong phòng ta nghe một mấy chú cháu và ba chú cháu nhưng mà ta cười đau bụng luôn á. Nó vừa về nó được chạy được nửa đường nó ói luôn thôi. Sao chạy xe ói luôn. Nó ăn no quá. Cho bộ đi gió. Cơm no ngon lắm hay sao mà nó ăn gì dữ thần ơn vậy. Em chào các chị. Nó đây không? Đưa cái mai, đưa cái ấy cho nó. Vô đi, em vô đi, cả hai cái luôn. Cả hai cái luôn. Cả hai máy luôn, với nhìn thấy không? Tôi không có nhìn thấy đâu. Trời ơi, máy này nó ẩn. Em cứ để ở dưới đó đấy, em nhìn, em dò là dễ nhất luôn á. Ước gì mà tao được ngồi tao đọc, tao lọc thôi luôn. Tao lọc là sát rẹt luôn. Là đặc biệt là ở bên này là bó tay luôn, không có nhìn thấy cái gì để có thể trả lời trả vốn gì được luôn á. Cứ đang xem. Rồi có bao nhiêu màu? 2, 3, 4, 5. Đấy, 7. 5 màu. 5 màu. 5 màu. Thế vậy nào? Con nào? À, trời ơi, nhìn cái này mà hàng thiết kế mà tuyển chuyển. Ê. Dạ em chào các chị. Nào mà khách nói gì ấy, thì em mới quay xịt cái dây lại đây đi. Nhìn nó vẽ em ngồi gù như vậy là khó chịu lắm á. Cả hai cái em để sát vào với nhau luôn em mới nhìn thấy được không? Để lấy cho nó cái ghế ngồi cho kìa. Nó bỏ lên cao cao cho nó kê đi, nó nhìn thấy cho nó dễ. Bán cho các tình yêu ơi. Alo. Đây. Có đây các chị. Đâu. Những cái mẫu mà hàng thiết kế mà cô cháu cắt ra đâu cho cô coi coi nè. Có tổng mấy mẫu này, được có mấy mẫu thôi các chị ơi. Mấy mẫu thôi nha. Trời, cái này đẹp quá luôn á. Xuất sắc luôn. Cái này là đúng tuyệt chủng luôn, là không còn hàng luôn. U là trời. Đẹp chưa? Ôi ôi. Như ý cắt tường các chị ơi, nhắn lớn cho em. Cái nào không ấy là em cứ bỏ hẳn vô trong sọt luôn nha. Nó gọn luôn, còn mẫu nào nữa. Tổng là mấy mẫu. Ôi trời ơi, đẹp quá luôn đấy các chị. Siêu sang luôn. Đây. Đây với đây nữa. Đó là có đúng mà được 5-6 mẫu thôi với lại màu trơn thôi các chị ơi. Lụa như ý cắt tường nha các tình yêu ơi. Này, đẹp chưa? Không đẹp đời không nể. Không đẹp đời không nể. Hôm nay là tự tay Tú chốt đơn cho các chị đó. Các chị mà không mua nó thôi là bó tay luôn đó các chị ơi. Đẹp quá. Chết người luôn á. Vài là áo chị mặc không? Vài áo em mặc là gì nhỉ? Vài áo em mặc là lụa lụa hạ vi các chị ơi. Vải áo em mặc là lụa hạ vi nha. Giá là 220.000 một áo nha các chị nhá. Hôm nay thấy cái màn hình nó có kỳ kỳ không ta, hay là nó đi nó chỏng cái màn hình xuống, cái tự nhiên nhìn người mình nó buồn cười. Phải không? Đúng rồi. Rồi các chị ơi, đây. Đây nha. Rồi, đưa món này ở đây cho cô. Mê thiệt chứ hả chị? Các chị ơi, vải này đẹp lắm lắm luôn á. Và vải này là không có còn hàng nhiều nha các chị nhá. Không có còn hàng nhiều đâu các chị ơi. Vải này là chất vải lụa cắt tường hay gọi là lụa như ý. Nó rất là mát này. Đặc biệt là chị nào mà thích cái vân của nó ấy, nó giống như giống cái dạng tơ tằm ấy các chị. Và nó không có bị nóng và nó không bóng nha. Tuyệt đối chị nào thích mặc đồ mà không bóng là nó là đứng hàng số 1 luôn. Em tính cho các chị này. Hàng này á, là đợt trước em bán là giá 250.000 một áo nha các chị nha. Em bán là 250.000 một áo, hàng thiết kế. Còn hàng màu trơn thì không có hàng. Bây giờ hàng màu trơn có hàng
thì bây giờ như thế này, vừa màu trơn vừa thiết kế màu trơn thì nó sẽ rẻ hơn một chút xíu, nhưng em tính cho các chị đồng giá hết luôn nha các chị nha. Em tính cho các chị đồng giá toàn bộ luôn 180.000 một áo, cả thiết kế cả hàng trơn luôn, là em tính cho chị đồng giá hết luôn nha. Chị nào lấy thì các chị chốt số 1 cho em giá 180.000 một áo. Em có đúng 10 áo cho các chị thôi. Số 1 cho em giá 180.000 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt số 1 cho em. Không ai lấy là em may đấy. Mà em may là không có hàng để mua đâu. Chị nào lấy thì các chị chốt số 1 cho em nha. Đúng 10 áo duy nhất, không có áo thứ 11 đâu các chị. Số 1 cho em giá 180.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt số 1 cho em. Đúng 10 áo nha mấy chế ơi. 10 áo cho em, không có hơn luôn các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt số 1 cho em nha. Chị Bena Hoàng số 1 ok chị này. Chị Phạm Huy Vân số 1 ok chị này. Chị Thu Hằng số 1 ok chị này. Chị Nguyễn Thị Hường số 1 ok chị này. Chị Hoa Nguyễn số 1 ok này, bỏ ra đi nhỏ. Chị Trúc Hoàng số 1 ok chị này. Chị Lan Phạm số 1 ok chị này. Là 8 rồi đúng không? Đưa tiếp cho chị 8 chị thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt số 1 cho em. Và chị Nguyễn Hương số 1 nữa là còn đúng 1 áo 1 duy nhất, không hơn không kém luôn. Chốt đơn cho em giá 180.000 một áo, 280.000 một bộ nha. Em còn 1 áo số 1. Tên gì? Còn 1 áo số 1 thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt số 1 cho em nha. Chốt đơn cho em giá 180.000 một áo. Tới chị Hoa Ngô số 1 nữa là hết. Không đẹp, không lấy tiền. Ok chưa? Rồi tiếp luôn các chị ơi. Đây nữa. Ui, đẹp xuất sắc luôn. Này chị. Hết số 1 rồi các chị ơi. Hết số 1 rồi. Chốt đơn cho em số 2 này. Cho em số 2 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt số 2 cho em. Giá em tính các chị 180.000 một áo thôi nha các tình yêu ơi. Nhanh lên. Con, áo chị mặc còn nhiều mà. Cứ gom và đưa cho chị một lần 5-6-10 áo gì đó. Đưa cho chị một lần chị đọc luôn. Và áo em mặc có mà các chị. Em treo ngoài kia kìa. Mẫu này các chị chốt số 2 cho em nha. Chị nào lấy số 2 thì chốt số 2 cho em. Các tình yêu ơi. Alo alo. Nhanh lên. Không đẹp, không lấy tiền, không đụng hàng luôn. Số 2 cho em giá 180.000 một áo các chị ơi. Rồi đưa áo chị mặc đây. Chị nào lấy thì các chị chốt số 2 cho em nha. Số 2 cho em giá 180.000 một áo. Nhận vài không đẹp, khỏi cần trả tiền cho Tú. Nó có cháu chèo sau đi nhỉ. Có số 2 chưa? Đưa chị trước chị đọc đi này. Đưa cho chị trước chị đọc đi. Thế nào được trước thì là lấy. Chị Phạm Sen số 2 ok chị này. Trần Thị Hà số 2 ok chị này. Lân Lưu số 2 ok chị này. Em còn số 1 một áo nha. Chị nào lấy số 1 thì các chị chốt số 1 cho em. Dạ em tính các chị 180.000 một áo nha các chị nha. Hôm nay chính chị chủ đọc chốt đơn cho các chị đấy, ghê chưa? Căng cho đúng này. Chị Trần Hồng số 2 ok chị này. Chị Hồng Nhung số 2 ok chị này. Lan Lê số 2 ok chị này. Ship liền cho chị Lan Lê để riêng ra mai làm liền này. Chị Dương thì Tố Trinh số 2 ok chị này. Chị Hạp Đặng số 2 ok chị này. Khoe Võ số 2 ok chị này. Hết chưa? Đủ chưa? Còn hai áo trên tay cô nữa. Chị Mariette, chị Mai Hồng Tê Vũ số 2 ok chị này. Và chị Jennifer Hà Ngọc số 2 nữa là hết nha. Các chị ơi, mỗi chị chia sẻ livestream cho em đúng một lần thôi. Em có hàng trơn. Em nói các chị bao hàng cho các chị mua luôn. Bao đơn hàng cho các chị mua luôn. Nhận vải không đẹp, khỏi cần trả tiền cho Tú. Cho em số 3 nha. Số 3 này là đẹp siêu phẩm luôn. Cho cô một áo số 3 gấm cho mấy cô xem. Tiếc lắm luôn đấy các chị ơi. Áo này chắc em để lại may cái quá. Áo này em nghi quá, em để lại may cái quá các chị ơi. Chị nào lấy cho em số 3 nha. Số 3 cho em giá 180.000. Comment lên cho em để nhân viên nhà em chốt đơn cho các chị. Xong rồi em sẽ đọc tên các tình yêu nhà em nha. Chị nào comment trước thì có trước. Chị nào comment sau không có đơn ráng chị. Số 3 cho em giá 180.000 một áo các chị ơi. Chất vải là lụa cát tường như ý.
Em nói các chị nghe này, ngày Tết mà các chị mặc áo này là em nói các chị tiền bao nhiêu nước luôn. Số 3 cho em có 10 áo thôi các tình yêu ơi. Cái này cô thấy nhiều nhiều quá nhỏ ơi. Cô đọc cho này bỏ hàng ra đi nè. Rồi cho chị nhỉ. Ủa kia còn không? Dạ còn. Số 2 còn kìa. Em còn số 2 nha. Chị nào lấy số 2 thì các chị chốt số 2 cho em nha. Số 1 cũng còn luôn. Số 2 cho chị Vũ Thúc ăn. Số 2 nữa là hết nha. Và mẫu này các chị đón cho em số 3 nha. Số 3 cho chị Thúy Phẹ. Ok chị nè. Chị Tuần Tuấn số 3 ok chị nè. Tô Thị Kim Nhèn số 3 ok chị nè. Kim Chi Lê số 3 ok chị nè. Là 4 áo rồi. Ôi đẹp lắm luôn. Cho em số 3 các chị ơi đưa chị nè. Chị Hà Nguyễn số 3 ok nè. Huy Dung số 3 ok chị nè. Chị An Ngờ số 3 ok chị nè. Còn mấy? Còn mấy? 4 một tay áo cô nữa là 5 đúng không? Còn 2 nữa. Chị Suri Đồng Khởi số nợ số 3 ok chị nè. Gia Thuận số 3 ok nè. Kenjo số 3 ok nè. Còn 2 áo số 3 nữa là hết nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt số 3 cho em. Không đẹp em không lấy tiền cho các chị nhà mình luôn. Chốt đơn cho em ngay và liền luôn. Và em cho các chị đi kiếm luôn. Không bao giờ có nha. Không bao giờ có ai có hết. Chỉ có một mình Tú có thôi. Ok chưa? Cho em số 3 còn 2 áo nữa. Chị nào lấy thì các chị chốt số 3 cho em. Và đây luôn. Trời ơi từ nãy đến giờ chưa có một cái áo nào màu đỏ hết. Chốt đơn cho em số 3 ngay và liền đi các chị. Và mẫu này các chị chốt cho em là số 4 luôn. Giá là 180.000 một áo, chất vải là lụa như ý, các tường nhà em nói các chị sạch sẽ, không còn một áo nào hết. Thế mà bây giờ còn được đúng bằng này, hàng thiết kế bán cho các chị luôn. Số 4 cho em, giá 180.000 một áo. Số 3 chị Mai Như Trần ok nè, chị Tâm Vũ số 3 ok và chị Lan Đỗ số 3 nữa là hết nha các tình yêu ơi. Số 2 em còn một áo đó, chị nào lấy số 2 thì các chị chốt số 2 cho em. Cho em số 4, giá 180.000. Hôm nay em hoạt động hết công suất luôn. Đây là nói cỡ 3 tiếng đồng hồ cho các chị làm nói tí nữa chắc mai băng cái cổ họng nó luôn. Số 4. Chị nào lấy thì các chị chốt số 4 cho em. Em còn cho các chị được 2-3 mẫu thiết kế nữa là hết rồi. Còn có màu trơn nha, màu trơn đẹp lắm. Cho em số 4, giá 180. Chị nào lấy thì các chị chốt số 4 cho em. Số 4 các chị ơi. Trời ơi, màu đỏ. Màu đỏ cái lá đẹp lắm. 4 cho em nha, 4 em tính giá 180 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt số 4 cho em. 4 cho em giá 180 nha các tình yêu ơi. Và đây. Mẫu này, ủa cái này còn áo nè, số 1 còn nè. Chị bỏ hàng xuống vậy. Số 1 còn một áo nè. Chị nào lấy số 1 thì các chị chốt số 1 cho em nha. Còn đúng một áo một duy nhất luôn, không có áo thứ hai luôn. Và số 1 em có khúc 3m. Chị nào lấy khúc 3m thì các chị chốt số 1 3m cho em. Rồi mẫu này có phải mẫu đó không? Rồi đưa đây cho cô nào. Mẫu này các chị chốt cho em là số 5. Số 1 4 em còn nha. Số 4 cho chị. Số 4 cho chị Thiên Ân ok nè. Chị Huyền Trần số 4 ok chị này. Anh Lan số 4 ok nè. Michael Hoàng số 4 ok chị nè. Rồi cho em số 5 giá 180.000 một áo. Chất phải là lụa như ý cát tường các chị ơi. Còn nữa không? Cái mẫu hôm nãy em treo ở dưới kia em gom lên đây cho chị chưa Phụng ơi? Gom hết rồi đúng không? Đó còn đúng một mẫu nữa là hết đó các chị. Cho em số 5 giá 180.000 luôn. Số 5 cho em nha, số 5 cho em giá 180.000 luôn các tình yêu ơi. U là trời. Số 4 em còn một, còn nhiều nha các chị nha. Số 4 em còn, mẫu này các chị chốt cho em là số 5. Đây, số 5 còn à. Mới tần luôn. Mà cái màu này là cái màu hầu như là chưa có ai làm luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt số 5 cho em. Comment lên cho em không là bị ẩn ráng chịu đó các chị ơi. Alo, alo. Không ra bill em bấm phiếu in đi. Bấm bấm được mà. Em bấm đi. Bấm đó, bấm vô đi. Được hết mà. Số mấy? Số 5 chị. Ờ.
em cứ bấm đi, cho nó nhẹ số 6 tự động cũng ok luôn. Chốt đơn cho em số 5 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt số 5 cho em, còn số 1 còn có một áo thôi. Này chắc cô nào còn phải bỏ xuống này, cứ đứng ngó không à trời. Đưa cho kêu chị nè. Số 4, 1, 4, 5, 3. Chị Thúy Nguyên số 4 ok chị này. Chị Thủy Đặng số 5 ok này. Mai Hồng Tê Vũ số 5 ok chị này. Thủy Đặng số 5 ok chị này. Chị nào lấy thì các chị chốt số 5 cho em nhá. Đây, số 5 nè. Bỏ xuống, cô nghe cô đâu. Tập trung vào, cứ ngẩn thế thế. Cho em số 5. Các chị ơi, bắt đầu ẩn toàn tập rồi đó. Các chị ẩn toàn tập rồi là nó không in phiếu cho mình luôn á. Chị Kim Phụng số này số 1 ok chị này. Đây này. Chốt đơn cho em số 5 nhá. 180.000 một áo các chị ơi. Nhanh lên, số 5 còn mấy nào? Đọc cho cô nào. Số 5 còn nhiều mà. Chị nào lấy thì các chị chốt số 5 cho em. Cho em số 5 giá 180.000 một áo các chị ơi. Nhanh lên các chị. Chốt đơn và chốt đơn. Em còn hàng màu trơn nữa, đẹp lắm. Đưa chị. Lấy cái kệ. Chị Phạm Huy Vân số 5 ok. Chị Yến Đỗ số 5 ok chị. Sang Nguyễn Vân số 5 ok chị. Rồi tiếp số 5 nào các tình yêu ơi. Số 5 cho em. Giá là 180.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt số 5 cho em. Thực qua một chút xíu đi. Rồi đưa cho chị. Chỗ này còn 5. Là còn 3. Số 5 cho chị Thúy Nguyễn ok này. Chị Yến Đỗ số 5 ok chị này. Chị Kim Chi Lê số 5 ok chị này. Hết. Cứ chia là 3, giờ là còn 3 nữa. Em đọc thêm một áo nữa. Số 4 cho chị Nguyễn Lan ok này. Số 5 còn 3 nha. Các chị ơi, bây giờ phần mềm của em bắt đầu nó ẩn các chị đi rồi đấy. Kéo cái sọt thực ra cho cô vô cất vào, không thôi lại cất ra ngoài nó uổng đi. Cho em số 5 nha. Chốt đơn cho em giá 180.000 một áo các chị ơi. Và cái lúa này em chỉ còn đúng 2 áo cho các chị thôi. Chị nào lấy lúa thì các chị chốt lúa cho em. Còn đúng 2 áo duy nhất, không có áo thứ ba luôn. Giá 180.000. Các chị ơi, cho em lúa nha. Lúa em còn 2 áo cho các chị giá 180.000. Số 3 em còn 3 áo duy nhất thôi các chị ơi. Đây chị ba. Ôi trời ơi, giờ nó nhảy á. Chị Phạm Sen số 5 ok. Chị Nguyễn Lan số 5 ok chị. Và chị Minh Trương số 5 nữa là hết nha. Mẫu này các chị chốt cho em là lúa. Giá 180.000 đúng 2 áo duy nhất thôi nàng ơi. Lúa có 2 áo duy nhất luôn. Rồi và mẫu này là mẫu cuối cùng. Hết hàng luôn các tình yêu ơi. Hết hàng luôn. Số cho em số 6. Cho em số 6 nha. 180.000 một áo. Lúa có 2 áo. Cho chị Sương Trần 1 áo và chị Giang Lê 1 áo lúa là hết nha các tình yêu nha. Rồi cho em số 6 giá 180.000. Mẫu này là mẫu thiết kế cuối cùng và em chỉ còn màu trơn cho các chị nữa thôi. Ui dễ thương xíu. Cho em số 6. Số 6 cho em các chị ơi. Rồi chuẩn bị hàng màu lên đây cho cô nào nhỏ. Giờ bắt đầu túm tóc lên rồi là chiến đấu với các chị tới hơi thở cuối cùng luôn nữa. Số 6 cho em comment lên cho bạn in phiếu ra cho mình này các chị ơi. Số 6 em có một khúc 3 mét nha. Chị nào lấy số 6 khúc 3 mét cho em thì các chị lấy số 6 3 mét cho em. 6 cho em nha các chị nha. Rồi cho chị nào. 6 cho chị Tuyết Nghe Lê ok này. Chị Tuyết Nghe Lê số 6 ok này. Hoài Lê Thị Than số 6 ok chị này. Lai Nguyễn số 6 ok chị này. Nguyễn Ngọc Mỹ số 6 ok chị này. Kim Chi Lê số 6 ok chị này. Số 6 còn 5. 6 còn 5 nàng ơi. Rồi bây giờ em sẽ ướm đủ màu cho các chị xem. Chị nào lấy số 6, vải em mặc hả chị? Vải em mặc là chất vải lụa Hà Vi, giá là 220.000 một áo chị ơi.
số 5 em còn 5 áo nha. Rồi đây, nâu chưa bao giờ đẹp bằng luôn đó các chị. Vải này là ai cũng mê hết á. Các chị biết hàng này là em ra ngoài chỗ chợ Tân Định ấy, em hỏi họ bán một áo bao nhiêu tiền các chị biết không? Bằng này này các chị. Số này này các chị ơi, 400 ngàn một áo. Cho em đâu? Số 6 cho chị Ngọc Hân, ok. Uyên Lê số 6, ok chị. Và chị Phạm Huy Vân số 6 nữa. Em còn 2 áo số 6 nữa các chị ơi. Em còn 2 áo số 6 nữa nha. Chị nào lấy số 6 thì các chị chốt số 6 cho em. Màu này em gọi là màu nâu. Giá 180 ngàn một áo. Nâu nha. Em có tổng là 5 màu. Màu này em gọi là vỏ đậu. Màu này em gọi là vỏ đậu nha các chị nha. Chị nào lấy rau thì các chị cứ chốt rau cho em. Cho bạn lọc phiếu cho các chị rồi em sẽ đọc cho các chị. Số 6 còn 2 áo. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là Hoài Trinh Trần số 6, ok chị nè. Chị nào lấy set thì mấy đứa nhớ bỏ set vô cho mấy chị nè. Màu này các chị đắn cho em là màu đậu. Giá 180 ngàn. Và đặc biệt màu này là siêu siêu mê luôn. Chị Thúy Nguyễn số 6 là hết. Ô trời ơi, cái màu này mà em mà bỏ qua nó với lạ đó các chị. Em mà bỏ qua nó với là lạ đó. Cho em là hồng dâu nha các chị nha. Rồi giờ chốt nâu này, chốt xanh vỏ đậu này. Không lấy là tiếc bán chị nha các chị ơi. Cho em là hồng dâu nha. Tiếp nữa luôn, tổng nó có chỉ có 5 màu duy nhất, không có màu thứ 6 đâu các chị. Và màu này các chị chốt cho em là xanh đen, siêu đẹp luôn. Nâu, vỏ đậu, xanh đen, hồng dâu cho em. Và thêm một màu này nữa là gọi là màu best seller luôn đấy các chị ơi. Đợi em một chút xíu, em ướm toàn bộ cho các chị xong. Rồi các chị cứ comment lên cho bản tin phiếu đây cho các chị rồi em sẽ đọc nha. U là trời, nó đẹp lắm lắm luôn. Chốt đơn cho em nào. Và màu này này các chị. Màu này chị nào mà mua đồng phục á, mà để dành cho nhà thờ đạo công giáo mình đấy thì các chị nhanh tay nhá, vì em còn đúng một cây duy nhất, không còn cây thứ hai đâu các chị ơi. Cho em là biển, mà biển đẹp vô cùng luôn ấy, là cái mộc hôm nay em mới làm cho các chị đó. Chị nào lấy biển thì các chị chốt biển cho em, còn chị nào thích cái mẫu mà hôm nay em có thiết kế lên ấy thì các chị có thể đọc được nha, nhưng nhanh tay giúp em vì không có còn nhiều các chị ơi. Đồng giá 180 ngàn một áo. Đồng giá cho em nha, 180 ngàn một áo. Chị nào lấy biển thì các chị chốt biển cho em. Xanh đen cho em luôn. Nâu cho em ha. Xanh đậu. Và hồng dâu. Giá là 180 ngàn một áo. 280 ngàn một set nha các chị nha. Rồi, đưa chị đọc nè. Nha. Không có liên quan gì đâu. Cứ vậy là đọc thôi. Chả cần phải gì hết vì số lượng có nhiều mà. Chị Trần Thị Hà. Số 6. Hồng dâu là chị không biết luôn. Chị Trần Thị Hà số 6 hồng dâu là gì? Chị Trần Thị Hà hết số 6 rồi. Chị Trần Thị Hà em lấy số cho hồng dâu cho chị thôi nha chị ơi. Đây đây hồng dâu này. Chị Hạnh Đặng hồng dâu 2 áo ok. Tâm Giao hồng dâu ok chị. Trần Thị Thu Hà hồng dâu ok chị. Đặng Kiều Yến Nhi họ vỏ đầu ok chị. Nhung Hoàng vỏ đầu ok. Tennis Phương Anh nâu ok chị. Thu Chu Hải nâu ok chị. Các chị ơi cứ nâu, cứ hồng dâu, cứ thích màu gì là comment màu đó cho em. Máy nhà em nó tự động in phiếu ra cho các chị và bên em sẽ làm phiếu cho các chị nhá. Ủa sao không chốt tự động nữa hả? Nó là trời. Máy bên kia nữa kìa. Thôi máy phải sử dụng tới người nữa thì thôi bó tay cuộc đời luôn rồi đó. Đưa đây cho chị nha. Như vậy thì bán được bao nhiêu áo trời? Chị Huỳnh Thúy xanh biển xanh đậu 2 áo ok chị. Nguyễn Uyên biển 2 áo ok chị. Hà Yến Phạm xét hồng ok chị. Tâm Giao hồng dâu ok chị. Chốt đơn cho em các chị ơi. Giá 180 ngàn một áo nha các chị nha. Giá là 180 ngàn một áo. Đấy, xài đến 5, 3, 4 cái máy để chốt đơn cho các chị mà nó còn chẳng lên luôn đấy các chị ơi. Các chị ơi, các chị chấm cho em một chấm tương tác. Các chị comment cho nó nổi lên chứ không thôi là nó ẩn hết luôn rồi đấy nè.
Nâu chị Thị Loan ok. Yến Nguyễn Hồng Dâu bộ ok chị. Ngọc Như vỏ đầu hai éo ok. Chị Thanh Thằng Hồng Dâu. Và vải quần nhé ok chị. Rồi chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Giá em tính 180 ngàn một áo. Các chị ơi nhanh lên các chị ơi. Nhanh lên cho em. Alo alo alo. Áo tú mặc nè các chị ơi. Chị Thúy Huỳnh áo tú mặc ok chị. Lan Hoa áo tú mặc ok chị. Chị Hằng Nguyễn vải áo tú mặc ok chị. Xí Muội vải áo tú mặc ok chị. Ngọc Yến Dinh vải áo tú mặc ok chị. Rồi chị nào lấy màu gì nữa thì comment cho em nhanh lên ngay và liền luôn các chị ơi. Bắt đầu nó đang nhẹ phiếu rồi đây này. Nhanh 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 nhanh. Nhanh nhanh nhanh. Này em ghé ngoan. Dễ 220. Rồi đưa cho chị một ít trước nè. Các chị ơi các chị chấm cho em một chấm tương tác và các chị comment lên cho nó nổi lên. Không là nó không có nổi luôn. Trời ơi tức quá. Tức quá à. Chị Đỗ Yến Biển ok chị. Phương Vi Đỗ Biển. Phương Vi Biển ok. Lan Phạm Biển ok chị nè. Qua trời quá đất lúc thì nó nhẹ lúc nó không nhẹ. Chị Huyền Thằng Vũ vải áo tú mặc ok chị. Bây giờ làm sao được đây các chị, giúp em bằng cách là chia sẻ livestream cho em. Và bằng cách nữa là các chị cho em một chấm để cho nó nổi comment lên các chị ơi. Không là nó im lìm im như thóc luôn á. Chén với nó quá sức luôn đấy các chị ơi. Cho em này, xanh đen này, hồng dâu này, xanh biển này, nâu, vỏ đậu và hồng và em có tổng là chỉ có 5 màu thôi các chị ơi. 5 màu duy nhất luôn. Ai lấy màu gì thì chốt đơn màu đó cho em nhá. Không hề nhìn thấy cái comment của các chị luôn. Nó nhảy cái gì á. Nó nhảy cái gì á. Ở dưới kia có không? Ừ. Rồi chị nào lấy màu gì thì các chị chốt đơn màu đó cho em nha. Cho em này. Vỏ đậu. Cho một cái hộp đậu đó. Nâu. Xanh đen. Xanh biển. Và hồng dâu cho em giá 180 ngàn một áo nha các chị nha. Không lấy nữa là em qua nha. Qua là mai bán tiếp đó các chị ơi. Qua là mai bán tiếp đó nha. Chị nào lấy màu gì thì chốt đơn màu đó cho em. Giá 180 thôi các tình yêu ơi. Giá 180 ngàn một áo cho các chị nha. Trời ơi nó có cái nó nhảy. Có cái nó không nhảy. Nó chua. Kệ nó đi cái từ từ. Nó sai cái đâu rồi mà tính cái đấy. Đây còn không nhỉ? Còn đúng không? Chưa còn đúng không? Mới các buổi sáng hết đêm nhà. Nè các chị ơi. Đẹp chưa? Chị nào lấy thì các chị chốt nhí nho cho em 90 ngàn một áo. Chất là vải đũi nha các chị nhá. Còn hàng thiết kế thì em hết rồi. Em chỉ còn có màu đỏ thôi các chị. Hết sạch sẽ không còn tí nào luôn. Màu này các chị chốt cho em là nhí nho. Giá 90 ngàn một áo. Nhí nho cho em nha. 90 các tình yêu ơi. Chị Nguyễn Hồng xanh đen ok chị. Chị John Lê xanh đen ok chị. Chị nào lấy nhí nho thì các chị chốt nhí nho cho em. Nguyễn Thị Xoan vải áo tú mặc ok chị. Chị Uyên Lê vải áo tú mặc ok chị. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí nho cho em nha. Giá là 90 ngàn một áo nha các tình yêu nha. Chốt đơn cho em ngay và liền luôn. Hôm nay là các chị toàn nghe thấy giọng em nói không chứ ngoài ra là không đứa nào nói gì hết. Còn hôm nay là người tình của các chị đã không có mặt cho nên là em phải tự xử hết tất cả mọi thứ. Cho nên các chị bị ẩn là các chị ráng chịu. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí nho cho em nha các chị ơi. Chốt đơn cho em giá 90 ngàn một áo nha các chị nhá. Nhí nho giá 90 nha các chị ơi. Nhí nho, nhí nho, nhí nho. Nhí nho, nhí nho, nhí nho, mà nhí nho đưa đây, đưa đây. Chị Lương Huyền xanh đen ok chị. Nina xếp xanh đậu ok chị. Dương Huyền nhí nho ok chị. Tuyền, chị Tuyên Huân nhí nho ok chị. Rồi còn ai lấy màu gì thì các chị chốt màu đó cho em. Giá 90 nha các chị ơi. Chị Lan Nguyễn Kim nhí nho ok. Chị Nguyễn Mai nhí nho ok chị. Chị nào lấy nhí nho thì các chị chốt nhí nho cho em nha. Chốt đơn cho em giá 90 ngàn một áo thôi các chị ơi. Bây giờ là nó ẩn dữ. Nó ẩn quá trời quá đất là nó ẩn luôn. Này bỏ ăn sao này nhỏ.
Chị nào lấy nhí nho thì các chị chốt nhí nho cho em nha các chị nha. Nhí nho cho em tính tôm cho các chị giá 90 thôi các chị ơi. Và áo em mặc là giá 220.000 một áo nha các chị ơi. Và áo em mặc là giá 220.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí nho cho em. Giá em tính các chị là 90 nha các chị nhé. Chia sẻ live stream cho em với các chị ơi. Tương tác giúp em với nha các chị. Đây mấy cái này gọi ra. Ồ cái này đẹp lắm luôn đấy chị Hồng Huy Văn ơi. Sang ơi là sang luôn á. 200.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh rêu cho em. Xanh rêu cho em các chị ơi, 200.000 một áo. Chất vải là lụa tuệ san hay gọi là NMN á. Ông là trời. Xanh rêu cho em giá 200 nha các chị nha. Xăn rêu, chị nào lấy thì các chị chốt xăn rêu cho em. Giá là 200.000 một áo nha các chị ơi. Lụa này em nói với các chị nhá, em chấm cái lụa này rồi đó. Để em coi còn một chất nào khác để có thể thay thế được không. Không là em sẽ làm lại hàng này cho các chị. Vì quay đi quay lại em không thấy chất nào khác để thay cho chất này mà nó đẹp hơn nữa luôn. Rêu cho em các chị ơi. Chị nào lấy rêu thì các chị chốt rêu cho em nha. Giá là 200.000 một áo. Vải, chất vải là lụa tuệ sen giống trưa nay em mặc đó. Đẹp lắm luôn. Chốt đơn cho em giá 200. Đây chị. Chị Tiên Đinh rêu ok. Nguyễn Lan rêu ok chị. Oanh Đào nhí nho ok chị. Chị nào lấy rêu thì các chị chốt rêu cho em giá 200.000 một áo nha các chị nha. Các chị cứ comment lên, máy nó sẽ tự động nó nhẹ phiếu ra nha các tình yêu ơi. Còn tiếp rồi cho cô cái nhí này lên này. Đừng mang hết ra đây, mang một mẫu thôi. Cái một mẫu cô ướm rồi, còn như mình cứ đứng mà choáng chỗ cô không mà. Choáng chỗ quá đi thôi. Đây, chốt đơn cho em. Nhí này, xinh chưa? Giá là 200.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí trắng cho em luôn. Giá 200 luôn nha các chị ơi. Cho em nhí trắng giá 200. Chất vải là lụa tuệ tan luôn các chị. Nhí trắng cho em giá 200 nha các tình yêu nha. Thế nào rồi cũng phải có cắt để cho nó nhẹ phiếu ra thôi. Cho em nhí trắng. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí trắng cho em. Chất vải là lụa tuệ sen luôn, 200.000 một áo. Hàng này em sẽ không có bóp nữa đâu các chị. Giá này là em ép cho các chị là giá tốt nhất luôn rồi đó. Rồi các chị. Chị Nguyễn Phụng Hiếu bộ rêu ok chị. Chị nào lấy rêu thì các chị chốt rêu cho em. Và chị nào lấy nhí trắng thì các chị chốt nhí trắng cho em nha. Chị Lan Lê xanh rêu ok chị. Còn chị nào lấy màu nào thì chốt màu đó cho em. Chốt cho em là nhí trắng giá 200 luôn. Chất vải là lụa tuệ sen nha các chị nha. Và hàng này là hàng độc quyền ở bên nhà em luôn á. Dùng từ độc quyền thì nghe có vẻ nó lạ lùng, nhưng mà vải chất rất là đẹp luôn các chị. Giá là 200.000 một áo nha các tình yêu ơi. Chốt đơn cho em giá 200 nha. Rồi tiếp luôn đưa cho cô. Lập thể ra đây luôn, một mẫu treo thôi. Mẫu treo một mẫu ướm là được rồi. Cho em lập thể giá 200 luôn. Các chị ơi, các chị lấy thì các chị cứ comment lên cho máy nó in phiếu ra rồi em sẽ đọc tên của các chị hen. Chốt đơn cho em giá 200 luôn, chất vải là lụa tuệ sen. Giá là 200.000 một áo nha các chị nha. Cho em là lập thể, chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em. Mọi ngày á mà ngồi hay em nói với các chị hả, nó cũng ẩn, nó xài bốn cái máy, ba cái máy rồi nó ẩn, nó vẫn cứ ẩn nè. Cho em lập thể giá 200. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em. Chốt đơn cho em giá 200 nha các chị ơi. Lập thể cho em giá 200 nha. Rồi tiếp luôn. Đưa mẫu đây cho cô luôn. Ôi ôi, toàn là mẫu đẹp không á chị. Mẫu này các chị chốt cho em là lập thể vàng giá 200 luôn. Lập thể vàng cho em giá 200 luôn nha các chị nha.
Chị Kim Chi Lê lập thể ok chị này. Chị Phạm Huy Vân lập thể ok này. Mẫu này các chị đắm cho em là lập thể vàng nha. Giá là 200 ngàn một áo các chị ơi. Giá cho em là 200 ngàn một áo. Chị nào lấy lập thể vàng thì các chị chốt lập thể vàng cho em. Chị nào lấy lập thể thì các chị chốt lập thể cho em luôn. Giá là 200 luôn nha. Trời ơi, em mang như vậy thì không biết bao nhiêu mẫu cho đủ luôn đó trời. Quá trời quá đắt luôn á. Chốt đơn cho em giá 200. Rồi lụa gì đó. Dù rết nhà mình lấy màu trơn thì cháu có cắt không? Ở dưới còn màu gì nữa cho cô nào? Rồi đưa cho chị. Chị Hoài Thắng lập thể ok này. Chị Nguyễn Lan lập thể vàng ok chị này. Còn ai lấy nữa không? Lấy em quay nha. Bấm nó với ra hả? Em chấm 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 nó ra quá trời. Cô bỏ tặng. Bởi vậy mới nói Facebook bây giờ nó hạn chế mà. Các chị ơi cho em là hồng phấn giá 100 ngàn một áo nha các chị nha. Hồng phấn cho em. Hồng phấn cho em giá 100 ngàn. Chất vải là lụa mà lụa lụa rết. Bỏ tay mấy anh Facebook. Hồng phấn chị nào lấy thì các chị chốt hồng phấn cho em nha. Chị Nguyễn Thị Hiếu lập thẻ ok. Cho em hồng phấn giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng phấn cho em nha. Chấm ấy thì nó nhẹ đơn nó cho tốn phiếu luôn, cho tốn giấy luôn. Còn nếu mà các chị mua hàng thì nó không nhẹ. Cho em hồng phấn giá 100 ngàn một áo. Bó tay. Cho em hồng phấn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng phấn cho em. Đấy cho chấm nhiều vào đi rồi tốn giấy. Tốn cái một sọt giấy thôi. Này này gom khoảng một tháng thôi là bán được mấy chục ngàn tiền giấy luôn đấy các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng phấn cho em giá 100 nha các chị nha. Nếu mà để em một mình em vừa ngồi em vừa đọc cho các chị nữa thì ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi làm sao mà đọc nổi. Hồng phấn các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt hồng phấn cho em. Không thì các chị chốt, hôm nay nó lên số đúng không? Số thì nó còn nổi lên hay là nắm giò đánh chữ lên là nó không nổi hay sao? Không hiểu được luôn ý. Gì? Hên xui hả? Lập thể lụa rép có màu trắng không Tú ơi? Dạ em có nha chị Lan Lê ơi. Em có màu trắng nha chị nha. Có ai lấy hồng phấn không? Ai lấy hồng phấn em que nhá. Mẫu này các chị chốt cho em là vàng. Không, cứ làm đi rồi sẽ biết được nó nằm ở đâu. Nó nằm ở đâu là sẽ chị nó đến đấy. Em không có để cho nó yên đâu. Thôi em vàng. Giá 100. Hồng phấn chị ăn phạm ok chị. Hương Thông vải áo Tú mặc ok. Chị Tiên Tinh vải áo Tú mặc nãy có rồi. Nãy giờ mấy này không nhớ. Chị Tiên Tinh này có rồi. Chốt đơn cho em là hồng phấn hoặc là vàng giá 100 ngàn một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng cho em. Phải biết nó nằm ở đâu để mà mình trị nó mà giống như gọi là bận ở đâu là mình chữa ở đó vậy đó. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng cho em giá 100 ngàn một áo luôn nha. Và mẫu này các chị chốt cho em là cam cháy giá 100 luôn các chị ơi. Chất vải là lụa rết nha các chị nha. Chất vải cho em là lụa rết. Chị Len Lê lụa rết trắng hai áo ok chị kìa. Có không? Đều trên này thì đã mù comment thì chớ mình mày ngồi ôm comment mày ngồi im như thóc với con nhỏ này. Chứ này các chị đắm cho em là gì nhỉ? À, cam cháy nha, giá 100 ngàn. Và màu này các chị đắm cho em là cà rốt. Giá 100 ngàn luôn. Cà rốt cho em giá 100 ngàn luôn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt cà rốt cho em giá 100 nha. Đưa một máy đây cho chị này. Đưa một máy đây, rút máy này mà ra nhiều nhiều đấy nhá. Có thể ở đây, rút đây, rút cái bây giờ đây à. Chị Nguyễn Loan ơi, em bán vải có bán áo cả máy sẵn đâu chị.
Chị phèm xe này áo thú mặc ok chị này. Có màu xanh dương nha chị ơi. Chị bằng lăng tím hồng phấn một áo ok chị này. Yến Nguyễn lập thể ok chị này. Chị Đỗ Thị Hè có rồi. Phải trơn có trắng có đen nha chị ơi. Chị mua quần thú mặc á hả? Quần em mặc nhà mình còn màu này không? Kem cháy chị ăn lê ok nè. Chị Phong Lên hồng phấn vàng kem cháy cà rốt mỗi màu một áo ok chị này. Ngọc ôm vải áo tú mặc ok chị này. Ôi trời đất thánh thần ơi, mày ngồi im chưa khóc, mày ôm hai cái máy, mày đợi đến xung rụng mà nhỏ này. I don't know. Rồi còn ai lấy màu gì nữa các chị ơi? Chị An Phạm cho chị 7 áo màu xanh dương vải Thái Tuấn nhé. Ok chị An Phạm, chị lấy xanh dương nhưng mà chị lấy lụa Thái Tuấn ám kim hay là chị lấy Thái Tú nha chị ơi? Chị vui lòng trả lời rõ giúp em để chốt đơn cho mình cho đúng nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em giá là 100 ngàn một áo nha các chị ơi. Vậy thì bây giờ mình sẽ bán toàn hàng lô không, cứ 100 ngàn tiến lên cho mình thì các tình yêu ơi. Còn màu gì ngoài đó nữa không nhỏ? Ủa nó đi đâu rồi? Đứng lên lấy hàng cho cô gái ơi, cái thằng nhỏ này. Quần không hết rồi. Vậy thì đưa Thái Tuấn mới nhà mình ra đây, đây này, màu đưa đây cho cô nè. Mắng Nhung buổi live bất ổn hả? Và em mặc là chất vải siêu diamond, giá là 200 ngàn một áo chị ơi. Nếu may được quần thì cho em một đen một trắng. Chị ơi, có đen có trắng lụa rết, vui lòng cho em đen trắng lụa rết. Giá 100 ngàn một áo 2m, khổ 1m6. Tôi thì kim nhèn kem cháy ok chị. Mùng 2 tháng 9 kiểm tra tin nhắn giúp em đi chị Viên Lê ơi. Vải nào chỉ ở chung một tí hả? Các chị ơi em không bán hàng theo yêu cầu của mình nha. Màu này các chị chốt cho em là màu kẹo lứt, giá là 250 ngàn một áo. Chất vải là lụa Thái Tuấn ấn kim. Mẫu này chất này là chất mới nha các chị nhé. Chị nào lấy thì các chị chốt kẹo lứt cho em. Bên đó có ẩn được, phải cầm hai cái máy cơ thì mới có thể nhìn được, biết căn cứ được. Bây giờ như vậy này, tụi mày đẩy ra đi, bỏ hết mấy cái phối cặp kia ra, bỏ để cái xào kia ra đây cho chị. Màu này các chị chốt cho em là màu gạo lứt nhá, giá là 250 ngàn một áo. Chị nào lấy gạo lứt thì các chị chốt gạo lứt cho em. Đẩy hết mấy cái hàng này ra để chị kéo cái xào kia lên đây, bỏ hết cái hàng kia ra đây. Hai cái người ở trong kia gì bé gì ở trong kia đưa đây cho chị nè. Săn dương có loại vải gì á Tú ơi? Săn dương hả chị? Săn dương em có lụa Thái Tuấn ấn kim này, em có Thái Tú này, chị lấy hàng nào nha? Chị Kim Nguyên vải áo tú mặc ok. Hoàng Mỹ Trang lụa rếp một đen một trắng ok chị. Chị Đen Kim một áo trắng lụa rếp ok chị. Chị Thăm Thúy gạo lứt ok. Chị ơi màu săn dương tạm thời hình như không có hàng hay sao á chị An Phạm ạ? À? Chị Trần Thu Hà ok chị này. Đơn hôm qua chưa chốt hả chị? Chưa chốt thì sáng mai các bạn sẽ kiểm tra cho chị nha. Rồi đẩy cái này cho chị ra, bỏ cái hàng kia ra kìa, nhanh lên. Bỏ mấy cái hàng xèo đó là kéo một cái xèo kia lên đây cho cô nè. Đưa máy đây chị chốt cho em không? Cứ cắm đi. Nè, tập trung làm cái này cho chị trước đi đã. Nghe chị nói không? Kéo cái xèo này kia lên đây cho chị, bỏ cái xèo này ra để nhiều được nhiều hàng hơn. Chị Nguyễn Thư gạo lứt ok, chị Nguyễn Lan gạo lứt ok chị. Trời ơi, xùi xưa một mình em xử hết chứ có liên quan gì đâu. Bỏ cái này ra này, kéo cái xào kia lên kia cho chị nè. Chốt đơn cho em giá 250 ngàn một áo nha các chị nha. Rồi kéo cái xào kia lên đây, kéo sát lên đây cho chị. Cho chị đi ghế nè. Rồi. Thịt nữa lên, thịt nữa lên. Nữa lên. Rồi. Cho chị Thái Tuấn lên đây. Chị nào lấy gạo lứt thì các chị chốt gạo lứt cho em nha. Chị Trúc Hòe một trắng siêu diamond ok chị. Chị Mai Hồng Tê Vũ cà rốt ok chị. Chị Nguyễn Hiền cà rốt 100 ok chị. Rồi cho cô một màu trước đi đã. Một màu trước đi đã. Một mắt một màu thôi. Tới đâu lấy hàng sau tới đấy. Màu này các chị chốt cho em là tím cà nha. Giá là 250 ngàn một áo nha chị ơi. Chị ơi sao chị không lấy xanh đen của cái hàng hôm nãy vừa rồi, chị mặc đồng phục cho đẹp chị. Chị Nguyễn Hiền cà rốt áo ok chị. Tâm Bùi gạo lứt hai áo ok chị.
ánh kim này nó mỏng hơn một chút xíu thôi chị Trần Thị Phương ơi, nhưng mà chất vải mỏng hơn nhưng giá tiền cao hơn đấy chị. Chị Minh Phương kem cháy một áo ok chị. May quần đẹp không á, 200 ngàn một quần mà mặc siêu đẹp rồi đấy chị ơi, nó dày đẹp lắm luôn á. Một màu thôi, cô nói là mỗi một màu một mắt thôi. Bầu này các chị đánh cho em là màu dạ, màu hồng lạ nhá. Cho em là hồng lạ này. Em đi một loạt xong rồi các chị cứ comment lên, em sẽ in phiếu một loạt ra và đọc tên cho các chị luôn nhá. Màu này các chị chốt cho em là màu nâu này. Màu này các chị chốt cho em là đỏ đô này các chị ơi. Đỏ đô nhá, đỏ đô cho em giá màu 250 ngàn một áo. Màu này các chị chốt cho em là màu này các chị chốt cho em là màu gì nhỉ? Màu xanh vỏ đậu. À không, không phải. Màu cỏ úa. Chị Hoài Khánh đâu ok. Chị Vũ Thanh Thúy hai áo hồng lạ ok chị. Chốt đơn cho em nha các chị ơi. Chị gì vừa mới hỏi em cái áo màu xanh đen đấy. Chị lấy cái hàng lụa như y cát tường màu xanh đen đi. Cái đó chị mặc đồng phục rất đẹp luôn. Em lấy cho chị xem nha. Chắc có thể lúc đầu chị chưa nhìn thấy ấy. Vải này may áo hay may quần Tú ơi? Chị mới vào hả? Vải này chị may nguyên bộ luôn. Còn nếu mà chị có gọi là có dư khả năng kinh tế thì chị may quần cũng ok vì giá nó hơi cao một chút xíu nhá. Thủy Tiên có màu mới không Tú ơi? Không có màu mới nha tình yêu ơi. Pha Lê may quần áo dài được không á hả? Pha Lê may quần áo dài vô tư luôn chị. Mà Pha Lê hôm nay tụi nó chưa cắt luôn chứ Pha Lê may quần áo dài đẹp lắm luôn á. Đó em có nhiều màu lắm rồi các chị này. Đó các chị ơi, hằng ngày em vẫn like ra rả luôn á, nó đủ màu đó. Các chị cần màu gì thì các chị cứ comment lên cho em sẽ lấy cho các chị xem nhá. Dạ yeah, ok chị Hoài Lan kiểm tra mai đơn hàng cho chị này chị yêu ơi. Chị Nguyễn Huyền cỏ úa ok chị này. Ánh Ngọc xanh đen hả? Xanh đen em lấy giá 180 cho chị nha. Adore màu nâu em hết rồi chị Thơ Nguyễn Ngọc ơi. Chị Thanh Thúy gẹo lứt thêm một áo nữa ok chị nè. Rồi lấy cho cô cái màu xanh đen của cái gì đó. Nhà mình vừa bán xong á, cắt tường ra đây cho cô. Chị ơi thêm một quần là em lấy cho chị là hai áo, một áo nha. Bên em cũng cắt lẻ, có nghĩa là nếu mà các chị may một bộ là em lấy hai áo nha chị nhá. Đó, sửa lại cái dàn kia nhìn cho nó đẹp đi. Chị gì vừa mới hỏi em ấy, em khuyên thật lòng nha. Thứ nhất, chị mặc không đẹp khỏi cần trả tiền cho em. Thứ hai nữa là cái màu này đúng chuẩn màu xanh đen luôn nha chị ơi. Và cái thứ ba nữa là vải này không hề bóng. Chất rất là đẹp luôn. Và hàng này là không còn để mà mua luôn ấy chị. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đen cho em nha. Giá 180 ngàn một áo. Cái vân vải rất là đẹp. Chất vải mặc y như tơ tằm, không nhăn, không xước đường chỉ, xuất sắc luôn. Chốt đơn cho em xanh đen giá 180. À, gấm Thái Tuấn một tím Huế hả? Còn nha chị Giang Như Lê ơi. Chị Ánh Ngọc xanh biển ok này. Vải áo Tú mặc giá 2220 nha chị Huệ Trần Thị ok chị này. À, chị Lan Phạm Như Ý cát tường màu hồng dâu ok chị này. Chị Vũ Thanh Thúy là hai áo cỏ úa siêu. Hai áo cỏ úa Thái Tuấn ok chị này. Chị Nguyễn Lan xanh đen 180 ok này. Chị Maria Nguyễn xanh đen một hai áo xanh đen 180 ok chị này. Các chị em nói thiệt mà các chị lấy thử đi, tại vì hàng này thực tế em nói các chị nghe này, em có một cái chị khách mối ấy, chị từ ngoài Hải Phòng vào ấy, chị nói chị chỉ có mua hàng này thôi, bây giờ em còn bao nhiêu hốt cho chị bấy nhiêu hết luôn ấy. Chị Nguyễn Hồng Quân xanh đen ok. Chị Hoa Sen Ngô sáng mai kiểm tra đơn hàng cho tình yêu này. Gấm Thái Tuấn có màu trắng không Tú ơi? Gấm Thái Tuấn hả? Em đang bán Thái Tuấn ăn kim không phải bán gấm nha chị nhé. Chị Tina Phạm Như Ý cát tường xanh đen 180 ok. Đặng Kiều Yến Nhi hồng dâu 180 ok chị. À, Thái Tuấn ăn kim. Chị Vũ Hồng Phượng em lấy cho chị xem, nó xét cái màu xanh lá luôn đấy chị. Chị Thanh Mai xanh đen ok chị. Đọc lại Thái Tuấn ăn kim trên xào hả? Bây giờ các chị ơi, các chị chốt màu này cho em đi, xem em đã đọc lại cho các chị nha. Rồi cho cô mỗi màu một áo ra đây cho mấy cố xem cái hàng này. Tím nho có nha chị Tuệ Lam ơi, bên em còn tím, không biết còn tím nho hay không. 5 màu, mỗi màu cho cô một xéo ra đây cho các cô nhìn gần một lần nữa. Cô chốt xong cái này rồi chú sẽ đọc Thái Tuấn ánh kim. Dạ em chào chị Trang Cao. À thà ánh kim còn màu vàng đồng không Tú ơi? Vàng đồng từ hồi nén giờ em chưa hề có bán luôn chị ơi. Gấm Thái Tuấn nhiều giá lắm chị ơi, chị hỏi em vậy em không biết trả lời mình như thế nào đâu chị nhá. Cho cô mỗi màu một mắt ra đây nè. Em có tổng chỉ có 5 màu duy nhất thôi. Em có này, xanh đen. Nâu này là đúng chuẩn nâu nha các chị nha. Nâu
Chị Đỗ Thị Hè xanh đen. Vải Tú Cầm có đỏ đô không hả? Em có 5 màu. Chị nào lấy thì các chị chốt nâu cho em 180. Em có hồng dâu 180 luôn các chị ơi. Hồng dâu 180. Màu này là màu best seller luôn đấy, xanh biển 180 nha chị ơi. Và màu xanh đậu 180. Đấy, các chị lấy màu nào thì các chị chốt màu đó cho em nha. Em có tổng là 5 màu. Chỉ có 5 màu này thôi, các chị kiếm màu thứ 6 cũng không có luôn. Ok chưa? Rồi đưa máy thêm một máy cho chị nữa để chị lọc này. Xanh đen bộ chị Tiên Đơn. Chị Nguyễn Hồng Phương kiểm tra đơn hàng cho chị. Ok vào ngày mai nha chị nha. Chị John Lê xanh biển. Ok. Đẹp lắm các chị ơi, mua có đúng 5 màu, không có màu thứ 6 đâu các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em có 5 màu nha các chị ơi. Mặc sướng đẹp tết cái nắp luôn hả chị? Yeah, chị Hoài Đặng sáng mai kiểm tra đơn hàng cho tình yêu luôn này. Em không nhớ rồi chị Đậu Tăng Thị ơi, vỏ đậu cho chị John Lê luôn. Chị ơi có 5 màu mà lấy luôn cả 5 màu đi. Bây giờ một màu một áo là rẻ hơn được 70 ngàn đó chị. Một màu thật sự là rẻ hơn được 70 ngàn một áo á chị ơi. Thực sự là rẻ hơn được 70 ngàn một áo đó. Không có rẻ hơn nổi nữa đâu chị ơi. Biển này đẹp lắm. Và đặc biệt hồng dâu này này, xuất sắc cuộc đời luôn. Và đặc biệt màu nâu nữa. Chị Kim Oanh săn biển bộ, ok. Có độ co giãn nha chị Hạnh Hà ơi. Vải này là có độ co giãn nha. Chị Keo Phương vỏ đậu, ok. Chị Chen đi phụng cho chị mỗi màu một áo, ok chị. Còn một cái thiết kế màu đỏ nữa đưa cho cô Chen đi phụng nữa là hết luôn á. Không còn hàng luôn á. Một áo nâu với một quần lụa nâu giống màu áo với. Là sao không hiểu luôn. Chị Thanh Vân đâu? Này cô. Chị tên chị gì nhỉ? Chị Yên đi Phụng ơi, mới vào này chị. Hàng này em mới làm đấy, còn mấy áo à chị đắm cho em đỏ nhá, 180. Chị Hằng Tạ vỏ đậu. Kim Oan xanh đen. Kim Oan vũ nâu. Cho em đỏ đi chị. Còn có mấy áo à, hết rồi chị ơi. Hàng này em cũng hết học, sắp sửa hết học rồi. Chị Jenny Phục đỏ. Về xe màu trơn hôm nay không có like đâu chị ơi, ngày nào em cũng lên hết rồi. Cho em đỏ nha, chị nào lấy đỏ thì các chị chốt đỏ cho em, giá 180 ngàn. Chắc phải là lụa như ý cát tường các chị ơi. Chị Keo Phương như ý cát tường nâu, ok chị. Chị nào lấy đỏ thì chốt đỏ cho em nha. Chị Thiên Liên săn biển, ok. Chị Diệp Nguyễn nâu một áo, ok chị. Đỏ cho em giá 180 thôi các chị ơi. Chị Lăng Lê đỏ, ok. Chị Lan Phản thêm một hồng dâu và một xanh biển nữa, ok chị. Xanh biển phối quần xanh biển luôn chị yêu ơi. Còn không chị mặc quần trắng quần đen cho em nha chị Huỳnh Chi nha. Chị Hạnh Hà hồng dâu, ok chị. Em tính các chị đồng giá 180 ngàn đó các chị ơi. Ngày mai em mà mặc cái một em bán 200 ngàn liền tức thì luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em nha. Đỏ rất là đẹp luôn á. Đỏ siêu sang luôn á. Chị Song Nguyễn Vân đỏ, ok chị. Còn đỏ không nhỏ? Chị U Đào Hoa xanh vỏ đậu, ok chị. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em nha. Giá là 180 ngàn một áo, 280 ngàn một bộ các chị ơi. Phối một bộ là siêu đẹp luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em 180 nha các chị nhá. Rồi. Đỏ chị Tiên Đơn, ok. Còn cái hàng màu ở đằng sau là em sẽ lên đủ màu cho các chị. Đó là lụa Thái Tuấn ấn kim các chị ơi. Lụa Thái Tuấn ấn kim cho em nha. Rồi bây giờ cô đặt chị nào lấy màu gì thì các chị có thể comment lên cho em ha. Rồi được tạo từ ở phía trong này nha các chị nha. Lấy cho chị một áo nâu cho chị Khánh Diễm, ok. Đây nâu rất là đẹp luôn. Chị Lan Lê lấy đỏ thiết kế, ok chị. Hôm nãy Lan Lê có rồi đúng không? Rồi cho cô đi. Cháu đưa cho cô xong rồi cô đưa cho có mấy cô xem rồi mấy cô muốn lấy màu gì mấy cô lấy. Đầu tiên
Đầu tiên là màu này em gọi là tím cẩm nha. Chị nào lấy thì các chị chốt tím cẩm cho em. Chị Hoài Khánh một áo ắn kim, một đen một trắng, ok chị. Màu này các chị đắn cho em là Thái Tuấn tím cẩm nha. Thái Tuấn tím cẩm. Rồi tiếp luôn. Cho em là Thái Tuấn cho em là hồng cắn sen đi các chị, 250.000 một áo. Dạ yeah, ok chị Huỳnh Chi này. Một áo săn biển kèm quần luôn. Cho em là hồng cắn sen nha. Tiếp luôn. Màu này các chị chốt cho em là màu săn ngọc. Cẩm hai áo chị Jenny Phụng, ok. Cho em săn ngọc nha các chị nha, săn ngọc cho em. Giá là 250 nha các chị ơi. Tiếp luôn. Có màu gạo lứt mới ra đấy chị ơi. Màu này các chị chốt cho em là hồng vôi, giá là 250 luôn. Màu này các chị chốt cho em là hồng phấn 250 luôn. May đầm được không Tú ơi? Quá đẹp luôn chị. Này may đầm thì còn gì để nói nữa đâu. Tiếp. Nè nè nè. Màu này các chị chốt cho em là màu da, giá 250 luôn. Hồng vôi hai áo cho chị Jenny Phụng, ok. Màu da nha các chị nha. Da cho em giá 250, chắc phải là lụa Thái Tuấn ăn kim. Đây trắng, chị nào muốn coi trắng. Đó. Nhiều khi em bán mà chẳng lẽ em không cho các chị xem đúng không? Đây vải của nó này các chị. Tiếp luôn. Màu này các chị đắn cho em là Khánh Vân Nguyễn Hồng, hồng vôi một áo, ok chị. Chị Kim Phụng da, yeah, ok. Màu này các chị chốt cho em là Khánh Vân nha, 250 một áo. Màu này các chị chốt cho em là kem dạ quang. Chị Kim Phụng da, yeah, có rồi. Màu này các chị chốt cho em là kem dạ quang nha. Từ từ các chị ơi, từ từ cho em đủ màu, nhiều màu lắm, mấy chục màu lận. Màu này các chị chốt cho em là màu cỏ úa, giá là 250.000 một áo nha các chị nhé. Chị Nguyễn Lan Khánh Vân, ok chị. Nhà Mai Triều Lý, yeah, ok chị. Màu này các chị chốt cho em là màu nâu nha các chị nhé. Cho em là nâu đen, giá 250. Đặng Như Ly hồng vôi một áo, ok chị. 250.000 một áo các chị ơi. Hà Vân An Khánh Vân bộ là lấy hai áo nha chị nha. Màu này các chị chốt cho em là tím cà. Chị nhà Mai Triều Lý Khánh Vân có rồi. Cái này không có cắt quần đâu các chị ơi. Em bán một áo 2m khổ 1m6 hết các chị, không có cắt quần nha. Chị Bảo Ngọc Khánh Vân, ok chị. Màu này các chị chốt cho em là đỏ đô nha. Rồi tiếp luôn. Chị Hương Bùi hai áo tím kè, ok chị. Chị Thiết Lộc hồng vôi một áo, ok chị. Đây màu gạo lứt mới này chị. Hàng này em mua giá còn cao hơn hàng kia 18.000 một cái áo mà em không lấy thêm tiền các chị. Đấy cũng là lụa Thái Tuấn luôn nha. Chị nào lấy thì các chị chốt gạo lứt cho em. Và màu nho hình như là hôm nay không gieo màu nho đúng không? Có màu nho. Màu nho chưa có hàng chị ơi. Cho em là gạo lứt nha, chị Jenny Phụng lấy ngay và liền đi chị ơi. Đỏ đô hai áo chị Jenny Phụng, ok. Gạo lứt hai áo, ok chị này. Chị bông xinh nâu đen, ok. Mary Nguyễn đỏ đô, ok chị. Màu này mà không lấy là hết, em còn đúng một cây, một duy nhất luôn. Chị Lê Tuyết Linh áo đỏ đô, ok chị. Gạo lứt đẹp lắm. Này. Rồi cho cô màu xanh biển còn một áo đang treo ở kia kìa. Với lại màu vàng hoàng hậu ấy. Sáng chiều nay là chị Hạnh cắt lấy rồi hả? Chị Hạnh bán đồng phục hết rồi hả? Dạ. Tụi cháu cắt hàng chưa? Dạ, yeah, rồi xong luôn, vàng hoàng hậu hết luôn. Chị Mai Chư Trần một áo tím cà, ok chị. Chiều nay khách lên mua đồng phục hết bắt tiêu rồi. Các chị trưa nay em vẫn còn like còn quá trời luôn á. Giờ khách mua đồng phục hết sạch, không còn một tẹo nào. Chị Tư Tư mắm hồng phấn và gạo lứt, ok chị. Chị Trần Thị Phương ấn kim gạo lứt một bộ, ok chị. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh coban nha. Chị Nguyễn Lan đỏ đô, ok. Áo em mặc còn nhá chị nhá. Chị nhà Mai Triều Lý gạo lứt, ok. Màu này các chị chốt cho em là xanh coban. Hôm nãy cô thấy còn một cái áo màu xanh biển nữa mà. Chị Tâm My Nguyễn gạo lứt áo, ok chị. Vàng hoàng hậu hết rồi chị Kim Ngân ơi. Trưa nay các chị thấy không, em like còn quá trời luôn. Chiều nay thắt ké mua đồng phục hết sạch, không còn một tí nào luôn. Dưới kho hết luôn. Đấy.
Vậy đấy mà còn thiếu. Còn không? Còn vàng này thôi, không còn vàng hoàng hậu nhá chị ơi. Vàng này nhẹ quá, hơi vàng kem một chút nhá. Em nói trước á. Sankoban cho chị Jenny phục. Ok chị. À, chị Vui Nguyễn đỏ đô và gạo lứt. Ok. Chị Yến Nguyễn săn lá. Ok chị. Chị Diễm Hương gạo lứt áo. 250 ngàn một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là vàng nha. Vàng không thôi thì em mới chốt nha. 250 ngàn một áo. Chị thấy hôm nãy ở kia còn một áo màu xanh biển đâu. Xanh biển Thái Tú, Thái Tuấn trưa nay. Hay là cái hàng ở ngoài, treo ở ngoài đây. Chị An Phạm là 7 áo xanh cô ban. Đếm cho cô An Phạm 7 áo xanh cô ban kìa mấy đứa ơi. Nguyễn Hoàng như quần gạo lứt. Ok chị. Chị ơi lấy liền đấy chị ơi. Thái Tuấn này là em không có còn nhiều hàng đâu chị. Rồi đúng rồi. Còn xanh cô ban không? Đếm cho cô này 7 áo xanh cô ban. Ở dưới cây nhé. Ôi trời chị ơi, hết xanh cô ban rồi còn có 4 áo mà. À không, trên nhà em còn. Rồi em lấy cho chị. Còn. Không chốt xanh cô ban nữa nha. Chị Thanh Hường Khánh Vân ok chị. Chị Len Đặng Khánh Vân ok. Chị Chiên đi phụng em còn đúng 1 áo à chị ơi. Đúng 1 áo duy nhất luôn. Chị Len Ngô, Len Nguyễn là đỏ đô và gạo lứt ok. Đúng rồi. Em lấy cho chị 2 áo thôi nha. Nhưng mà chỗ này em còn có 1 áo nhưng sẽ gom được cho chị 1 áo duy nhất hết hàng. Chị Chen đi phục có săn biển chưa? Màu này em gọi là chị. Màu này ở ngoài ấy, nó không phải là tím Huế mà nó là tím lục bình. Nhưng mà lục bình thật là đậm luôn. Đẹp lắm. Em nói đẹp lắm luôn. Và chất này là chất, chất cũng là Thái Tuấn Ánh Kim luôn. Nhưng mà nó, nó mỏng hơn, nó mịn hơn, nó mắc tiền hơn. Nhưng em tính bằng giá, đắm cho em là tím lục bình đậm nha. Giá là 250 ngàn một áo. Và trưa nay có màu này nè chị. Em mới mà. Màu xanh. Lấy thì chốt đơn cho em. Chị Yến Nguyễn có nâu chưa? Chị Nguyễn Xuyên vàng nè. Chị Yến Nguyễn nâu. Chị Chuyên Y Phục tím lục bình 2 áo. Chị Len Đỗ lục bình. Chị Nguyễn Len lục bình. Huệ Trần Thị vải áo tú mặt. Ok chị. Chị Chuyên Y Phục săn 2 áo. Săn này đẹp lắm. Chị coi cô Ben đó hả? Dạ đợi em một chút xíu nha. Chị Tuyết Đàm tím lục bình. Vải giống em mặc chỉ có thể lên trên từ Facebook các em có phốt đủ màu lên đó đó chị. Chị Hương Quân Sam. Chị Miên Ngô Thái Tuấn Trắng. Chị Lê Cấp tím lục bình. Trần Nguyễn tím lục bình. Màu này đẹp lắm. Chị Trần. Chị Vui Nguyễn nâu và xanh. Hôm nãy vừa nhìn thấy chị gì quen quen bảo lấy tay tú mà chị em có nhìn thấy chị lấy cái gì đâu, chị cắn ghè ơi, chị lấy màu gì vậy? Chị Liễu Lê này cho chị là ánh kim trắng bộ, nâu bộ, vàng cúc. Vàng cúc và lục bình áo ok chị Liễu Lê khắc cũ này. Chị Mai vàng lê lục bình ok chị này. Đắn lục bình đi các chị ơi, em còn chắc khoảng chừng mười mấy 20 áo nữa là hết rồi đó. Kim ngân xanh lá. Mai vàng lê tím lục bình. Màu này đẹp lắm. Màu này em có thì mai đấy. Thế nào ngày mai ngày mốt em cũng được mặc. Không bóng nha chị Nắng Mai ơi. Đẹp lắm. Trời ơi các chị nhìn. Mấy chị mua vải này nhận được rồi. Cho em vài phép bắt coi. Trời ơi cho các chị yên tâm coi nào. Chị Tư Tư Mắm. Cho cô Tư Tư Mắm coi lại màu xanh cô ban kìa mấy đứa ơi. Chị Nguyễn Xuyên tím cà. Xanh ngọc ở giữa màu hường là màu gì hả? Ở giữa xanh ngọc với màu hường. Giữa xanh ngọc với màu hường. Màu đó là màu hồng vôi. Xanh chị Bảo Ngọc ok. Em có đen luôn nha các chị nha. Đấy cô Tư Tư Mắm ơi. Cô Ben xuất sắc. Chị Nguyễn Lan xanh tú cầm. Giá 250 ngàn một áo các chị ơi. Hằng Phạm xanh ok chị. Mình may vải này rồi đẹp lắm luôn. Vải này các chị ơi, vải này mà các chị bảo có đẹp hay không thì em bó tay đấy. Chị Tư Tư Mắm cho chị một áo xanh cô ban.
Chị Mai Vàng Lê San Cô Ben, chị Đặng Như Ly San, 250.000 một áo. Các chị ơi, chị kia chị hỏi trắng kìa, cho chị cái trắng, cho cô cái trắng cho mấy cô xem nào nhỏ. 250.000 một áo nha các chị nhé. Đây trắng này chị này. Chị Tâm My Nguyễn săn săn hai áo ok chị. Săn ngọc á, là săn này này. Màu trắng này chị Trang Nguyễn ơi, đây là màu trắng nha chị. À, săn Tú Cầm chị Lý Nguyên. Vải em mặc, vải em đang cầm là lụa Thái Tuấn Ăn Kim ấy chị. Chị Kim Oan săn. Không có vàng chăn chị ơi. Chiếc cái tiểu cực tốt. Trong hai dòng mà các chị may áo vải trơn á, là em bán cho các chị, một là Thái Tuấn Ăn Kim, hai là các chị có thể mua lụa Tuệ Sen, là chia khuyết điểm cực kỳ chia khuyết điểm. Và giá tính ra ở mặt bằng chung thì 250.000 là không rẻ, nhưng mà các chị mặc cực chất lượng. Đó. Chị Trúc Diệp Nguyễn hả? Chị Nắng Mai Thái Tuấn Ăn Kim săn cổ vịt hình như em hết rồi. À, giá là 250.000 một áo các chị ơi. Này, bỏ lên này nhỏ ơi. Vàng này em có đủ 12 áo không hả? Coi thử dùng cô vàng này đủ 12 áo không nhỏ? Trần Hương, Thái Tuấn tím Huế hả? Em không có tím Huế chị ơi, em có tím cẩm, không có tím Huế. Vàng này hả cô? Ừ. Như cây còn 2-3 cây. Ok, còn đủ đấy chị ơi. Hồng vôi hai áo chị Lê Ngút ok. Đây là hồng vôi này. Đây là hồng vôi này chị. Hồng vôi hai áo. Này bỏ phiếu. Cái này mùi ghê không? Ừ. Chị Nguyễn Bình tím cẩm một bộ ok chị. 250.000 một áo, nếu mà chị may nguyên bộ thì em lấy hai áo nha. Chị Tâm My Nguyễn không lấy săn ngọc thì em ơi bỏ ra đi em ơi. Cho chị chuyên đi phụng hồng phấn hai áo ok chị. Tím Lục Bình hả? Tím Lục Bình từ nãy chờ chốt nhiều chắc cũng hết rồi, vì một cây hàng của nó hồi sáng nó đếm tổng có 12 áo à chị, hết rồi. Cho chị một áo săn lá cho chị Nguyễn Văn Dũng ok. Hai trắng cho chị Tư Tư Mắm ok chị. Vàng em vừa cầm lên còn đủ nha chị ơi. Chị nào mua đồng phục ví dụ mười mấy 20 áo thì các chị vui lòng chuyển khoản trước giúp em mới gửi hàng nhá. Chip code là bên em không có gửi đâu các chị ơi. À, nền vải có hoa văn trước không em ơi? Kế màu nâu hả chị? Kế màu nâu là màu cỏ úa và màu tím cà. Màu xanh gì nằm ở giữa kem và nâu? Kem và nâu là màu xanh xanh khánh vân đấy chị. Chị Kim Ngân vàng cúc 12 áo, đưa xanh khánh vân cho cô. Lông công em hết rồi chị Hương Lê Thu ơi. Lông công với cổ vịt em hết rồi, tạm thời chưa có hàng. Màu nho cũng vậy luôn, hết hàng luôn các chị ơi. Và em có một cái màu này này. Em có một cái màu này em đặt cho các chị là, phải nói là cái màu là nếu mà mặc lên một cái bây giờ mà em vô em thay là em bán ít nhất nha, là phải được là 100 áo là ít. Phụng em vô em lấy cho chị cái màu, cái bộ của lụa Thái Tuấn Ăn Kim mà cái màu nó giống như là màu nho chị mặc á, nhưng mà nó không phải là nho. Cái màu sát ở phía trong á em biết không? Em vô em lấy cho chị đi. Chị Kim Huệ tím Lục Bình. Chị Trúc Diệp Nguyễn một trắng. Màu này á là tạm thời bây giờ á là bên em chưa có cắt được hàng, cho nên em sẽ đưa cho các chị xem cái vải và cái màu mà em đã từng mặc. Rồi các chị chốt, ngày mai nhân viên nhà em sẽ cắt vải ra cho các chị. Và lưu ý là em không bán áo dài may sẵn nha. Em bán là vải, không bán áo dài may sẵn. Alo. Alo. Chị Trương Mỹ Vương một trắng một hồng phấn ok, 250.000 một áo các chị ơi. Thấy không, ở trong tút đấy. Tút ở trong cùng ấy. Không, trong cùng luôn. Cùng của cái bên đó luôn, mới nhìn thấy được. 250.000 một áo các chị ơi. Màu nho, nho tươi. Còn cái hôm nay em đang cầm là màu đó đỏ đô. Tút ở trong cùng của cái xào ngang ấy. Nhìn thấy không?
Giá là 250.000 một áo các chị ơi. Hôm nay chị lật lên chị còn nhìn thấy rõ ràng ràng nữa mà. Ở phía sào ngang này này. Không phải cái đó là dọc rồi mấy ông mấy bà chị ơi. Đó đúng rồi, đó, bộ đó đó, chuyến xét đây này. Có đồ co giãn nha chị nhá. Chị Dung Đỗ Thị Kim cậu ok chị. Cấm Thái Tuấn giá 200.000 một áo chị ơi, tím Huế em mặc á. Đây các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt nhá, nhưng mà em nói trước cho các chị là em bán vải không bán áo dài may sẵn, nên các chị vui lòng nghe kỹ giúp em. Cái này là em phải đặt lại một lô mới, hàng này là hàng lượt trước em mặc, các chị hỏi quá trời luôn, em không có hàng á. Là có nghĩa là Thái Tuấn đã bỏ cái hàng này rồi, nhưng mà em đặt về để em bán. Và nó nằm trong cái màu là màu gạo lứt. Với lại cái màu xanh hôm vừa rồi nãy em vừa bán cho các chị ấy, cũng là trong bộ sưu tập lụa Thái Tuấn ấn kim luôn. Nhưng cái chất này này nó mỏng hơn nha, nhưng mà nó mắc tiền hơn. Nhưng mà em không lấy thêm tiền các chị. Em nói điều là em mất lộc bán hàng Thái Tuấn luôn á. Và màu này là một trong những màu best seller mà các chị hỏi cực nhiều luôn. Và màu nho của em mặc là khác nữa nha các chị. Nho em cũng chưa có hàng luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là số 9. Giá là 250.000 một áo. Cũng là trong dòng vải của lụa Thái Tuấn ấn kim luôn nha. Chị Lan Nguyễn cho em đổi gạo lứt qua hồng vôi ok. Khi nào nhân viên chốt đơn ấy, chị nói mấy bạn cắt quần cho mình nha chị nhá. Rồi chị nào lấy thì các chị chốt cho em là số 9, giá 250.000 một áo. May nguyên bộ thì vui lòng lấy giúp em là hai áo, chứ em không có cắt lẻ nha các chị nhá. Chị Jenny Phụng số 9 ok. Chị Nguyễn Bình số 9 ok. Chị nào chốt đơn trước thì em chốt trước, còn chị nào chốt đơn sau em không còn là em không đọc nha. Cho em là 250.000 một áo nha các chị ơi. Bắt đầu là nó ẩn comment toàn tập cuộc đời luôn á. Ủa cái màu này đẹp lắm. Chị Mai Vàng Lê số 9. Chị Nguyễn Bình có rồi. Không có tím Huế. Chị John Lê ơi, màu này không phải tím Huế nha. Thu Nguyễn số 9. Mai Như Trần số 9. Chị Nguyễn Lan số 9. Vải Thái Tuấn gấm em mặc bộ tím Huế giá 200.000 một áo chị ơi. Nila số 9. Phương Luân số 9. Chị Tuyền Bùi số 9 hai áo. Dung Đoàn số 9. Hiền Nguyễn số 9. Chị nào lấy thì các chị chốt số 9 cho em. Giá là 200.000 một áo nha các chị ơi. Trần Diệu số 9 hai áo. Bên em chưa có cắt kịp. Cho mình xem đỏ đô. Ok chị đợi em một chút xíu nha. Chị nào lấy số 9 thì các chị chốt số 9 cho em nha. Màu này không phải màu đỏ đô mà cũng không phải là màu nho đâu các chị. Mày đưa cho cô cái bộ màu nho của cô với mấy đứa. Chị Trần Hương số 9. Dạ đúng rồi chị Sarah. Bán 320.000 một áo là chuyện rất là bình thường. Em vẫn nói với các chị mà. Khi mà em mở cửa bán hàng cho các chị là một áo, em sẽ cộng thêm từ 50 cho tới 100.000 một áo để trả lương cho nhân viên phục vụ của các chị. Còn khi các chị mua trực tiếp trên live stream của nhà em, các chị sẽ mua được một áo rẻ hơn từ 30, 50 cho tới 100.000. Và đặc biệt hàng thiết kế là sẽ rẻ hơn được 200.000 một cái áo. Cái đó em vẫn nói thực tế là như vậy luôn. Cho nên chị nào thích thì các chị có thể ghé cửa hàng nhà em mua nha. Chị Trần Hương số 9 hai áo. Chị Tư Tư Mắm số 9. Chị Thu Dinh số 9. Thúy Dinh chứ. Một áo 2m khổ 1m6 nha chị nhá. Chị Phương Luân Săn. Chị Lê Ngọc số 9. Chị Tuyết Đàm hôm nay em chốt rồi. Đây này màu nho là màu này nha các chị. Không có giống nhau đâu nha. Đây là màu nho. Nhưng nho em cũng chưa có hàng và không có chốt cho mình nha chị nhá. Nho là em mặc là khác nha các chị. Còn đây là màu khác nha. Chị Lê Ngọc số 9 có chưa nha. Chị Nguyễn Xuyên 2 tím cà. Ngô Thuận số 9. Hạnh Hè số 9 hai áo. Mộng Hương số 9. Quen Giáo Đỏ Đô Thái Tuấn một áo ok chị. Săn Lông Công em hết rồi. Trần Thị Phương số 9 một bộ. Cải Dưa Xét chị Ngọc Hà ok chị. Đây là màu khác và đây là màu nho này. Nho em chưa có hàng đâu các chị ơi, cho nên không có chốt nha. Chị Hương Bùi có chưa nhỉ?
Dạ đúng rồi chị Sarah, em có nói mà, các chị cứ ghé cửa hàng em mua, các chị thoải mái, em bán rất là thoải mái luôn. Nhưng mà giá với cái một cái giá là các chị sẽ mua mắc hơn, em cảnh báo trước là từ 50 cho tới 70 ngàn đấy. Chị Hương Bùi số 9 2 áo. Chị Liễu Lê bộ số 9 hồng áo, ok chị. Có nghĩa là chị lấy một bộ số 9 và một áo hồng. Chị John Lê số 9 3 áo. Chị Lê Cấp số 9. Chị Mộng Hương thêm một số 9. Có màu trắng kem không Tú ơi? Dạ trắng kem hả chị? Tạm thời thì em không có trắng kem, em chỉ có trắng em đang treo là trắng tinh thôi tình yêu nhé. Không có đỏ tươi luôn chị Nguyễn Văn Dũng ơi, hàng này đặc biệt là không có đỏ tươi, đỏ của nó là nó ra đỏ hơi cam cam kỳ lắm cho nên không có lấy nha. Còn chị muốn đỏ tươi thì chị chỉ có thể lấy qua Thủy Tiên là chuẩn màu luôn. Chị Tâm Bi Nguyễn số 9 2 áo, ok chị. Yeah, chị Ngọc An Baby sáng mai kiểm tra đơn hàng cho tình yêu này. Rồi còn ai lấy màu gì nữa không? Chị kia nói là cho chị xem màu đỏ đô, đưa cái bộ đỏ đô cho chị với, cho cái màu đỏ đô cho chị với nào. Đây chị ơi, đỏ đô nha, đây là đỏ đô. Các chị có tin là hàng này là em có đủ màu không? Em không thiếu bất cứ một màu gì luôn ý. Chị Diễm Hương số 9 một áo. Áo Tú Mặc em còn nha chị Trần Hoa ơi. Nhà chị Hằng Hà em lấy rồi. Đây là màu màu đỏ đô này chị. Nguyễn Dung số 9 ok chị. Chị nào lấy đỏ đô thì các chị chốt đỏ đô cho em nhé. Cho chị coi màu hồng à. Ok chị, để lấy màu hồng cho chị xem. Này đứa này, một đứa đứng đây lấy hàng cho chị với. Cho chị một áo đỏ tươi Thủy Tiên. Ok chị Nguyễn Văn Dũng. Chị Nguyễn Dung số 9 con rồi. À, các chị ơi, chị Giang lên vải áo Tú Mặc. Ok chị. Chị Nguyễn Thúy Huy, chị Nguyễn Thúy Huyền kiểm tra đơn hàng sáng mai này. Em có màu này là màu hồng phấn nha chị nhé. Hồng phấn. Và có một cái màu hồng hồng kia nữa. Em coi ở dưới còn hồng nào nữa không? Hết hồng rồi chị. À còn hồng dâu. Tím kè còn không? Còn đúng không? Kè còn không? Từ nãy giờ bỏ tiếng kè hết luôn á. Yeah. Ghê vậy. Sáng nay á là trước khi mà Nhung nó đi là nó đã giao đồng phục cho một cái trường đấy là mấy, một trăm mấy chục mét, Thái Tuấn một tiếng kè này này. Lúc mua hàng em mua mà mua đồng phục em còn giật mình luôn ý. Thủy Tiên có tím lục bình không? Không có tím lục bình chị ơi. Chị Dung Kim Nguyên số 9. Màu này là màu hồng phấn, màu này là màu hồng dâu. Này em bỏ ra đằng sau cho các chị xem này. Rồi em đưa màu hồng cắm sen cho chị luôn. Đây là màu hồng cắm sen nha. Đây là màu hồng cắm sen nha chị ơi. Đó, hồng cắm sen chuẩn luôn á. Chốt đơn. Có vàng chát không à? Vàng chát chị kia vừa lấy xong cho tụi mày lấy mẫu đi vậy. Còn hai cây dưới nhà nó đi lấy mẫu gì với bà nội này. Mày nói nó ôm lên đây cho chị một cây cái. Màu vàng ấy. Chị Trần Ngân đỏ đô một áo, ok chị. Tím kè chị chốt đi, chị Mai Lê em lấy cho. Em có vàng chị ơi, em có vàng, có vàng, có vàng. Đợi em một chút xíu nhá. Trời ơi, vậy thì ngày hôm nay toàn bán cái này không à? Toàn bán màu trơn không à? Toàn bán màu trơn không à? Dạ đúng rồi. Trái Tế Tú là cái gì cũng phun bảng màu hết. Chị Nguyễn Hồng hồng cắn sen. Tím Huế thì chị vô lòng đợi em đến ngày mai đi. Coi em kiểm kho coi có tím Huế không nha chị nhé. Chị Vũ Diêm Linh kiểm tra đơn hàng vào ngày mai này. Chị Nguyễn Kim Kiều cho chị xem một kem, ok. Đưa một kem cho chị. Kem này là kem cháy nha chị nhé. Không đâu chị Thanh Mai ơi, đẹp lắm. Hàng này là cực kỳ che khuyết điểm luôn. À, các chị yên tâm đi, em cho em thêm khoảng chừng sáng chiều nay em về em mới nói chuyện với nhà máy xong. Chỉ cỡ khoảng chừng 2 tuần nữa bên shop em sẽ ra mắt cho các chị chất liệu mới. Với lại em có báo cho các chị một cái này nè. Có nghĩa là cái chất vải của Thái Tuấn này này em rất là thích và nó rất là đẹp.
Nhưng mà để mà bán với cái giá này cho các chị thì nó là một cả một cái hàng thương hiệu nữa. Tại vì thương hiệu của Thái Tuấn họ xây dựng là họ còn cả chi phí thương hiệu nữa, cho nên giá như thế này thì sẽ rất là cao. Và em đang là liên lạc là em sẽ gửi cái hàng này này đến cho nhà máy mà em vẫn làm cho các chị, và em sẽ làm được một cái chất vải nó tốt như thế này cho các chị và nó đẹp như vậy luôn. Nhưng mà giá thành nó sẽ hạ thấp xuống cho các chị một chút xíu nữa, để nó có một cái số lượng lớn là bên em sẽ in hàng lên cho các chị được. Còn cái này thì không in hàng được các chị ơi, vì hàng của Thái Tuấn không in nổi vì giá quá cao luôn nha. Nên các chị cứ yên tâm cho em thêm 2 tuần nữa thôi. Chị Trân Nguyên đỏ đô 2 áo. Ghé mua hả chị? Ghé mua là từ giá, nếu mà là em bán 200 là em bán giá 300 đấy chị. Kem cháy hả? Là gì có kem cháy trời? Từ nãy giờ Thái Tuấn đâu có kem cháy đâu. Màu này là màu kem dạ quang chứ không phải kem cháy nha chị nha. Rồi tiếp này. Rồi em qua nha. Bây giờ em qua vải khác em bán đây. Chứ em đứng em bán cái này một hồi là chết đó các chị ơi. Phía sau màu tím là màu gì hả? Sau màu tím là màu gạo lứt. Giá 250 ngàn một áo mới. Đây cho mày bấm đi. Mày bấm đi rồi lên chị làm sao. Màu này của em gọi là màu xanh lá nha. Xanh thánh vân đấy các chị. Mà màu đen từ nãy giờ chưa có chị nào lấy hết. Cái quan trọng nhất là cho chị một máy để chị đọc comment của các chị. Rồi cho chị một máy để đọc comment. Chị Lê Tuyết Linh một áo hồng nè. Hồng Diêm Thinh một áo dạ quang nè. Dạ quang một áo nè, bỏ vô nè. Hồng nè, hồng phấn nha. Và đây là màu gạo lứt này chị. Gạo lứt này đẹp lắm, em còn rất ít nha. Ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Chị Jenny Phụng hai áo đen ok chị nè. Chị Nina xanh lá ok nè. Màu này là màu gạo lứt nha chị ơi. Đẹp lắm, màu này mới về sáng nay xanh tức thì luôn. Chị Ngọc Đỗ Bích xanh ngọc ok chị nè. Trang Nguyễn hai áo cắn sen ok nè. Có chị gì lấy đem nữa đúng không? Đem chị in chưa? In rồi. Rồi tiếp luôn nè. Chị Tuệ Tâm số 9 ok nè. Kẹo lứt cho chị Nina ok nè. Và áo em mặc giá 220 ngàn một áo nha. Chị Linh Hoàng kiểm tra hàng cho chị vào sáng mai nè. Số 9 kịp Kim Hoan Trà chốt rồi. Còn chị nào lấy xanh lá thì các chị chốt xanh lá cho em nha. Còn là hôm nãy chị nào hỏi em màu vàng á, vàng tươi á. Đây này chị lấy đi chị ơi. Em còn cho các chị được cỡ khoảng chừng 20 áo là hết. Chị Hồng Diêm Thân vàng. Nguyễn Lê Diệu Huyền hồng phấn. Tải màu lên đây, muốn màu nào thiếu lên đây cho cô một móc nè. Chị Nguyễn Phượng một áo gạo lứt. Chị Nina vàng. Em bị trùng phiếu em bỏ bớt anh nha. Có màu hồng vô rất là đẹp luôn này chị. Thiếu một áo hồng phấn đúng không? Hay là hồng cánh sen? Thiếu màu gì đọc chị nào? Gạo lứt vàng. Hai gạo lứt, một hồng phấn, hai vàng. Một hồng phấn. Ok. Màu này em gọi là màu hồng vôi nha các chị nha. Hồng vôi cho em giá 250. Chị Hồng Diêm Tinh xanh lá. Thanh Nguyên gạo lứt. Nguyễn Văn Dũng vàng tươi. Chị Vui Nguyễn tím. Chị Lê Trần kiểm tra đơn hàng vào sáng mai. Nghe hạt. Không biết màu gì luôn. Thanh Nguyễn số 9. Nguyễn Kiều một áo kem. Chị Phương Thu kiểm tra đơn hàng vào ngày mai. Chị Lê Tuyết Linh cho chị một quần trắng lụa rếp. Kéo lứt giá 250. Chị Nguyễn Lan hồng phấn. Chị Nguyễn Xuyên đen. Đây hồng cánh sen quá trời quá đất, nó đẹp luôn này. Không lấy là uổng cực kỳ luôn á các chị ơi. Và màu này thì các chị chốt cho em là màu xanh ngọc nha. Chị Vui Nguyên hồng vôi. Chị Nguyễn Lan hồng phấn.
trùng phiếu thì bỏ ra nha mấy đứa ơi. Hồng vôi Hồng có rồi, Nguyễn Lan có rồi. Màu này các chị chốt em xanh ngọc nha các chị nha, xanh ngọc cho em. À, chị nghe hả? Xanh á, xanh cạn vàng. À, xanh khánh vân. Ồ, tự dịch. Chị nghe hàng xanh cạn vàng. Em xem em mua mấy màu mặc với quần gì cho nó vô luôn là sao em chưa hiểu nhá chị Nina ơi. Chị Du Hè một áo hồng cắn sen. Chị Trần Hiền kiểm tra đơn hàng. Chị Hương Lê Thu hai áo hồng vôi. Cho cô một móc hồng vôi nữa nhỏ ơi. Ok. Rồi theo cháu. À đây các chị ơi, tím cặp này chị nào lấy thì các chị chốt tím cho em nha. Tím cho em giá 250. Và em có một cái màu này lạ đẹp lắm, em lấy cho các chị là hồng lạ. Chị Lê Thị Dũng xanh em cầm là xanh ngọc. Ok chị nè. Chị Đàm Tiên một áo hồng cánh sen. Ok. Chị Thanh Nguyên một áo hồng vôi. Nguyễn Phượng một áo hồng cánh sen. Gieo Linh hồng cánh sen. Trời ơi, cái màu hồng cái đẹp tuyệt vời của mày không bỏ ra đây bán mấy đứa này. Đấy, cái màu đấy đấy. Đúng rồi. Chị Jenny Phụng lấy màu này chưa? Chưa lấy thì nhớ lấy nha. Cho em là hồng tím, siêu sang. Chị Lê Thị Hà ơi, nhắn tin giúp em đi chị. Nhân viên gọi điện chốt đơn là sẽ kiểm tra tin nhắn của chị được luôn. Cho em là hồng tím nha. Hồng tím giá 250. Còn hồng tím không? Kiểm tra coi. Màu này mà không lấy là rất uổng luôn đó mấy chế ơi. Xuất sắc luôn. Ông lẻ bốn éo chị Chen đi phụ. Chị Tuyết Nguyên hồng tím. Nguyễn Văn Dũng hồng tím. Tổng là mấy rồi? Tổng là mấy? 3 hồng tím. Hồng lạ 4 áo. Không, hồng lạ là hồng này này. Hồng tím vậy là 8 áo. Ok. Chỗ đó là 4 rồi đó. 5, 6, 7. Tới ai đầu, tới ai cuối cùng rồi? Nguyễn Văn Dũng rồi đúng không? Dạ. Chị Tuyết Nguyễn 2 áo hồng tím. Hồng Hàn Nguyễn hồng tím. Chị Giang Linh Nguyên bộ 2 áo. Ok chị Tuyết Nguyễn có rồi. Thùy Lê một áo hồng cánh sen. Kim Phụng Lê một áo 2 áo hồng tím. Chị Mai Vàng Lê 2 áo hồng tím. Có một hồng cánh sen đúng không? Dạ. Lấy cho cô hồng cánh sen dưới. Còn không? Ok. Bỏ phiếu đi. Cái đứa này chị Hằng Hè hai áo hồng tím. Chị Mai Vàng Lê có chưa? Mai Vàng Lê có rồi chị. Ok. Đó. Các chị ơi đủ màu rồi đó các chị. Rồi bây giờ các chị còn ai lấy màu gì nữa cho em nhanh lên rồi em còn lấy qua vải khác chứ không em cứ đứng để hoài với mấy cái áo này luôn đấy các chị. Còn 2 cây. Hả? Thêm 2 cây. Ok. Còn hết, mấy màu đó là còn hết á. Rồi còn ai lấy màu gì nữa không? Các chị ơi em quen nhá. Màu này là màu nhà mình gọi là màu da á. Đẹp lắm. Rồi đưa hàng mới cắt ra đây cho cô này. Em cần phải biết nó làm ở đâu để em cứ giải quyết được vấn đề của em. Không dễ mà có thì khó đâu chị. Áo xanh kế vàng hả? Xong cái vàng áo này. Xong đứt mẹ hết rồi chị Giang Linh ơi. U là trời. Trời. 90.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt số 12 cho em. Các chị ơi 12 cho em giá 90.000 một áo. Không đẹp không lấy tiền luôn. Ô là trời, chất là vải đuổi. Đuổi cho em nha.
Xăng ngọc là giá 250, chị Trúc này xăng ngọc ok. Có chưa? Xăng ngọc là giá 250 các chị ơi, chất vải là lụa Thái Tôn ấn kim nha. Màu này các chị chốt cho em là số mấy nhỉ? Vừa đọc số mấy nhỉ? 12 cho em. Chị Sakura Bùi 12. Chị Hương Lê Thu có rồi, chị Nguyễn Lan 12. Chị nào lấy 12 thì các chị chốt 12 cho em. Xanh cốm kế xanh đen hả? Chị Tham Thúy Trần một áo xanh cốm ok chị. Chị Kim Phụng 12, chị Trinh Nguyên 12. Thanh Hoa Dương 12, Thanh Nhân Nhiên 12, 2 áo. Mấy? Một áo. Hồng tím còn. Thanh Chu Hải 12, Trần Thủy 12. Đấy. Áo. Hồng tím còn nha chị Sakura Bùi ơi. Để chỗ nào nó tiện nhất cái đấy cho cô mấy cái móc móc bỏ vô trong sọt đi. Còn chị nào lấy 12 thì các chị chốt 12 cho em nha. Giá em tính 90 ngàn một áo thôi các chị ơi. Chị Nguyễn Dung 12. Tím ở đằng sau là tím Huế đấy chị. Huế mà Huế hơi cẩm cẩm á. Lúc chưa like chị mặc bộ tím. Tím là bộ nào? Màu rêu ánh kim chị Mường Trần ok. Ôi màu rêu đẹp lắm chị ơi. Chị Trúc Diệp Nguyễn một áo kem ánh kim ok chị. Ở cái màu rêu nó còn được trong bực đấy cho cô đó. Đưa cho các chị xem. Chị Triều Hải 12. Tiến Hải 12, 90 ok chị. Chị ơi cái màu rêu này em quên mất tiêu ấy. Chứ cái này tụi nó cắt là tụi nó tưởng đồng phục. Nhưng mà em chưa có ba chưa có chốt đơn đồng phục cho nên em bán cho các chị trước đấy. Chị nào lấy rêu 250 thì các chị chốt rêu 250 cho em nha. Thanh Thúy Trần 12. Chị nghe Mai Thi Thiên Nhí Vàng là số 9 ok chị. Nhí Vàng á. Chị Nguyễn Tám Thái Tôn ấn kim nâu một áo ok chị. Tiến Hải có rồi, rêu hai áo cho chị Jenny Phụng ok. Màu này em còn đúng có khoảng chừng mười mấy 20 áo nữa thôi. Ai nhanh tay thì còn và chậm tay thì hết nha, em nói trước ạ. Chị Tuyết Nguyễn Thái Tôn ấn kim ok chị. Chị Kim Phụng rêu ok. Nguyệt Nguyễn 12 ok chị. Chị Mộng Hương rêu 2 áo ok chị. Trần Hương 12 ok chị. Kim Chi Lê 12. Xăm dưới chân em á hả? Xăm dưới chân em là xăm leo. Ôi trời ơi. Chị Nina rêu. Dương Thị Thu Huyền rêu. Sao không bỏ rêu cho mấy chị đi mà mày cứ gắn sao vậy thằng nhỏ này. Có bằng rêu thì từ nãy giờ cô đọc thì xẻ xuống, bỏ xuống cho các chị chứ. Chị Thanh Hường tím cẩm ánh kim ok chị. Nhà may Triều Lý rêu. Trịnh Hồng rêu. Tâm Mi Dân rêu 2. Tâm Mi Nguyễn rêu. Bỏ xuống cho các chị. Bỏ phiếu. Cô đọc và tại sao nữa hay nhờ. Sola Chân đỏ đô vàng cúc rêu ánh kim cho cô, cho chị Sola Chân ok chị này. Chị Trinh Nguyên rêu 2 éo. Thanh Nhân Nhiên có rồi. Mai Vàng Lê rêu. Chị Tiên Vân đâu bộ ok chị. Nâu bộ này. Shop mình cho em xem màu tím ok chị. Đây màu tím này chị ơi. Ủa còn số 12 shop cấp hết đi rồi. Đâu có tiêu hết rồi. Sao lại mình rút hết cái hàng treo dưới xuống vậy con nhỏ này. Đây màu tím nha chị ơi. Nhưng mà em nói trước nha. Màu tím á, lên trên live stream là không có ra được màu tím đâu nha chị. Không có ra được màu tím đâu. Nhưng mà em cam đoan các chị nhận ở ngoài sẽ là màu tím nha. Số 12 của em đẹp như vậy, tự nhiên nó đi nó xả hết cái hàng treo xuống. Em có ngồi in như tháp luôn. 12 cho em là giá 90 nha các chị nha. Tím cho chị Thanh Nhân Nhiên ok. Đây là chất vải đũi nha các chị nha. Giá là 90 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Xinh lắm, cái này em phải bán được mấy chục áo chứ em bán được 1-2 áo này em không chịu đâu. Không còn khúc lẻ chị ơi. Chị Dương Thị Thu Huyền tím bộ áo ok chị.
Chị Thanh Hồng Nguyễn 12. Các chị ơi lấy đi nha các chị nha. Đây chị hai tuần rồi. Bốn nào. Ố, chị có in chưa? Xanh chị mới cầm hả? Xanh em mới cầm là màu cốp. Đuối vàng chị Huyền Dinh. Hồng phấn 12 ok chị. 12 là phải đủ nè em. Màu này của em mới cầm là màu xanh ngọc nha các chị nhé. Chị Dương Thị Thu Huyền ơi, khi nào mà chị chốt đơn hàng chị cứ nói các bạn lấy quần cho mình nha. Đẹo lứt một áo em lấy cho chị Len Minh Minh Man Minh Len đẹo lứt một áo ok chị. Chị Huyền Dinh em lấy rồi. Tí bán kim bộ cho chị Than Mai Lê. Bộ là bên em lấy hai áo nha chị nha. Án kim mặc quần gì đẹp á hả? Thật tình với các chị luôn, nếu mà các chị đã đầu tư được một cái áo rồi thì các chị nên may nguyên một bộ, hoặc là các chị lấy vải đó luôn nhưng mà các chị lấy màu khác để các chị phối nhá. Còn các chị có thể phối với lại quần lụa rếp ở bên em cũng ok. Hai cái đó thì nó còn có thể hợp. Nhưng mà nếu mà các chị lựa vào với lại quần thái tú thì đừng nha. Vì đặc trưng của vải này nó có cái độ hơi bóng mờ một chút xíu thôi thì nó sẽ hợp với lụa rếp hơn nha. Chị Bảo Hậu Lê Thị Săn Ngọc ok chị. Nguyễn Tám Tí Bán Kim ok. Trịnh Hồng Gạo Lứt ok chị. Thanh Nhân Nhiên hai áo săn ngọc ok chị. Tổng là ba áo săn ngọc đúng không? Chị Thanh Nhân Nhiên thêm tí mô ok chị. Chị Chi Rượu là rêu đúng không chị? Ok chị, Bảo Ngọc số 12 ok. 12 lá này này em ơi. Còn chị nào lấy màu gì thì chốt cho em màu đó nha. Em còn màu nâu nữa đó các chị ơi. Em có màu nâu á. Rồi cháu đưa cái đó, cháu đưa cái lập thể ở phía kia, chúng ta cắt ra là theo cái gì vậy? Đó, ừ. Đưa đây luôn. Tím mặc quần gì đẹp Tú ơi? Dạ, nếu mà tím mà chị, tím chị có thể mặc quần màu này này. Màu này nha, và màu vàng. Còn nếu mà đúng truyền thống là đen và trắng nha chị. Màu này chị đặt cho em là da, còn màu này chị đặt cho em là vàng. Còn không thì chị có thể mặc truyền thống duy nhất đó là trắng và đen nha chị nhé. Đây là da nhé, còn đây là vàng. Ghi rõ giúp em để bên em chốt đơn cho mình nha. Mẫu này các chị chốt cho em là lập thể, giá em tính 90 ngàn một áo, chất vải là đuổi. Thật sự luôn là cái này là em phải bán hết một cây hàng, chứ nếu mà các chị mua được mười mấy 20 áo như vậy rất là buồn luôn á. Vì chất vải của em cực kỳ đẹp luôn nha các chị nha. Cực kỳ đẹp luôn, tắm cho em lập thể giá 90 luôn. Chị Thăm Nhân Nhiên 2 da. Đẹp xuất sắc luôn ấy, ướm cho các chị xem cái cho nó vui vẻ cuộc đời. Chất này thì bao phê. Bao DTP. Thanh Nhân Nhiên hai vàng luôn. Lấy vàng thì chốt vàng cho em, lấy da thì chốt da cho em. Chị nào lấy lập thể thì các chị chốt lập thể cho em. Chị nào lấy trắng thì các chị chốt trắng cho em nha. Lập thể là giá 90, trắng là giá 250, da là giá 250, trắng giá 250 luôn. Chị Jenny Phụng hai áo da ok chị. Đưa da cho cô với. Da này này, đưa lên cho cô một hai móc nữa. Lập thể cho chị Súp Lơ ok. Chị Thúy Thanh lập thể. Hồng phấn 250 chị ơi, chị Phương Phạm lập thể. Bỏ cho cô cái sọt để đó đi. Chị Thanh Nhân Nhiên hai áo nâu ok. Cho cô móc con ra đây nè. Chị nào lấy lập thể thì chốt lập thể cho em nha. Dạ, yeah, phối quần vào đây thì em không phối được chị ơi. Phối vào đây là em không phối được nhé chị nhé.
Tại vì chị biết sao không? Quần là bên em là nhiều màu lắm. Bây giờ cắt ra từng cái phối vào cho chị nữa. Ôi trời đất thánh thần tiên địa ơi. Chị Bồng Hương lập thể ok. Và hàng quần là bên em còn đang thiếu, trẻ đơn cho các chị nhiều lắm luôn. Cho nên hôm nay em không bán lụa vest cho chị nhé. Chị Mộng Hương lập thể có rồi đúng không? Dạ. Chị nào lấy lập thể thì các chị chốt lập thể cho em nhá. Chị Mộng Hương nâu hai áo ok chị. Nâu là giá 250.000 một áo, chất vải là lụa Thái Tuấn ăn kim nha các chị ơi. Nguyên sáng nay mà em trẻ tiền lụa Thái Tuấn ăn kim với lại mấy cái hàng cao cấp cho các chị không là gần hết, gần một tỏi của em. Tắm thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em nha. Giá em chốt đơn 90.000 ở bên đấy có bị ẩn không? Không chị. Ôi cái lập thể này nó đẹp khủng khiếp luôn đấy, không lấy là rất tiếc. Chị muốn Nguyễn Nhuần đen Thái Tuấn hai một áo ok chị. Cái màu xanh lẹ hôm nay thì thiếu ở dưới kia, sao vẫn còn đen treo xong bỏ phiếu vào đi mấy đứa. Cái màu xanh ngoài cùng á. Ừ, đưa cho mấy chị bỏ phiếu vào cho nó hết đi cháu. Chị Thúy Thăm đuổi vàng ok này. Chị Chu Thị Hải lập thể ok chị này. Có xanh lá mẹ có nha chị Ngọc Thu Nguyên ơi. Chị Huyền Dân lập thể ok này. Xanh lá mẹ là xanh này này chị. Thêm một áo lập thể nữa cho chị Phương Phạm ok. Dạ em nghe chị Phạm Thảo ơi. Đen Thái Quấn cho chị Nina ok chị. Ngọc Đậm nha chị Trúc Hoàng ơi. Chị Thăm Mai Lê vậy là lấy cho chị một áo tím với một quần màu da. Vậy thì hôm nay chị lấy hai áo là lấy cho chị một áo thôi, đổi lại cho chị một quần màu da nha. Chị có in ra cái phiếu chị ghi comment đấy, mai tụi em kiểm tra cho chị. Chị Lê Tuyết Linh lập thể ok là tổng hai áo lập thể đúng không? Chị Su Sakura Bùi lập thể ok, lấy cho mình một áo xanh lá mẹ cho chị Ngọc Thu Nguyên ok luôn. Đen Thái Tuấn cho chị Nguyễn Tám ok chị nè. Lấy Ngọc qua đây cho cô nhỏ, Ngọc nghẹt ngoài kia thôi. Đủ chưa? Chị Thăm Nhân Nhiên hai lá mẹ ok. Chị Nguyễn Ngân một áo lập thể ok chị. Lá mẹ dưới còn đúng không? Cho chị hai áo gạo lứt ok chị Dương Loan. Đây có ngọc nhẹt này chị. Đây là ngọc nhẹt nha, còn ngọc đậm hôm nãy là khác luôn. Chị Rose xe Thúy Đèn lập thể có rồi. Lấy cho chị cái ngọc em đem xếp đi nhỏ ơi. Đó, đây em đem xếp em kia cái kia lấy ra đây cho chị. Có màu xanh xanh Khánh Vân mặc đó là màu xanh lá chị. Là em bên em có nha. Đây là ngọc đậm nha chị nhé. Chị Mây Bay đen Thái Tuấn ok chị. Mừng Trần đen Thái Tuấn. Chị Thăm Nhân Nhiên đen trắng luôn ok chị. Đêm nay có sọc không Tú ơi? Sọc hôm nay các bạn chưa có cắt rồi chị. Này. Đây là ngọc nhạt nhá. Còn đây là ngọc đậm. Chị lấy ngọc nào? Để em hỏi thử coi, cái này là em chiều các chị dữ lắm luôn rồi đó nha các chị. Cho nên là các chị nhớ là các chị phải thương em ấy nha. Cú Lần lập thể này đẹp lắm đấy, chị thích thì chốt về mai áo sơ mi cánh dơi. Daddy Hood, đúng 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 đúng. Chị Thăm Nhân Nhiên hai áo xanh bích. Rồi. Cái quần mà cái màu xanh ngọc kia kìa của cô ở dưới kia, mình coi thử coi dưới kho nhà mình còn cái màu đỏ không để lấy ra bán cho mấy cô. Đúng rồi. Chị Ngọc Bích, chị Ngọc Bơ Đỗ Bích là xanh ngọc đậm ok. Thái Tuấn sinh viên mặc màu gì Tú ơi? Thái Tuấn mà chị là sinh viên chị muốn mặc màu gì hả? Một là em chọn cho chị hồng phấn. Nhưng mà để em chọn thì em sẽ chọn. Ủa nó cất mất tiêu. Nó cất mất tiêu rồi. Để em chọn cho chị. Lấy cho cô hồng, cho chị hồng phấn phía sau đi. Chị Ngọc Ngọc Châu Lê Thị xanh ngọc đậm ok chị. Cho chị hồng phấn phía sau đi mấy đứa ơi. Đúng xanh lên lấy hồng phấn cho chị quá. Một xanh ngọc đậm nữa chị. Một xanh ngọc đậm nữa. Cho chị hồng phấn. Chị Dương Thị Loan đổi gì chả? Đổi màu đỏ. Đây chị, để chị là sinh viên thì em chọn cho chị hồng phấn. Hô
Hôm vừa rồi thi Hoa hậu Hoàn Vũ á, Hoa hậu Thế giới về Việt Nam mặc bộ hồng phấn. Một là hồng phấn nha, hai là tân ngọc này, để chị mặc quần trắng cho em. Đấy, chị thích nào thì tùy chị nhá. Em mà còn mặc hồng phấn được thì em bao sân cho các chị mặc thôi. Tối nay các chị mua hết thái phấn cho em là được. Một kho em về luôn đó các chị. Sáng nay em trẻ tiền nhiều em nhé. Xăng lá mẹ hả? Chị Hoa Thông xăng lá mẹ ok. Chị lấy màu nào thì chị chốt màu đó nha. Để là sinh viên thì em chọn cho chị hai màu đó. Rất là dễ thương vô cùng. Còn nếu không là chị ơi, áo trắng nhá. Áo trắng, quần hồng. Dễ thương không? Rất chuẩn. Hồng phấn cho chị Ngọc Bích Đỗ. Để thử xem coi làm sao. Mọi ngày là say no đấy. Chị Nhung à, Nhung. Nãy chị lấy hồng lẹ được không? Được, chị Mai Vèn Lê ơi, hồng lẹ đấy nó đậm hơn hồng phấn một chút xíu thôi chị. Còn cái này em nói thiệt với các chị luôn là chuẩn hồng phấn nha. Đã là hồng phấn là phải nhẹ nhàng, là phải nhạt, phải nói chung là. Xúc có bán phải kaki màu trắng không? Dạ không nha tình yêu ơi, em bán phải áo dài, không có bán phải kaki nha chị nhá. Hết rồi hả? Rồi thua. Một áo là 250 ngàn một áo nha chị ơi. Hết luôn hả? Mày đưa đây cho cô đi. Mai cô xử cái quần này cho mấy cô này. Em nói trước nha, cái này bên em sẽ trả đơn chậm cho các chị một chút xíu. Vì các chị biết làm sao không? Ở dưới kho em thì còn. Kho thấy kho Sài Gòn ấy thì còn. Nhưng mà kho nhà em thì tạm hết. Cho nên nếu để xuất thì phải mất ít nhất là hơn một ngày. Đây, về được đúng một cây, bán trong vòng đúng một phút duy nhất. Không có phút thứ, một phút thứ N lần luôn. 100 ngàn chất vải là lụa rết. Chị nào lấy ngọc 100 thì đánh ngọc 100 cho em. Comment lên cho nó tự in phiếu ra cho các chị. Và bên em sẽ đặt điện chốt đơn cho các chị luôn. Chị Khăn Nguyên ok này. Tú ơi em chỉ cho chị bí quyết giảm cân đi hả? Chị ơi em có bí quyết gì đâu chị. Em chả có bí quyết gì hết. Em có bí quyết là hả, ngày nào em cũng uống thuốc của mấy đứa này không nè chị. Đấy các chị comment lên nó in phiếu được không? Em bấm phiếu đi cho chị nói chuyện với mấy chị. Em nói trước nha, chị nào may nguyên bộ thì vui lòng lấy giúp em là hai áo. Giá chỉ có 200 ngàn thôi. Và chị nào may một áo thì lấy một áo cho em giá 100 ngàn. Và một cái kỳ 2 mét của các chị á, là em vẫn thường bán là em may được một cái quần ống to như thế này này. Chị nào mà bảo mà may một cái quần mà 2 mét không đủ thì em chịu ý. Và cái màu này là phải nói là best seller luôn. Cho em ngay và liền luôn nha. Này là chiều các chị dữ lắm luôn rồi đấy. Cứ lấy ra bán ấy chứ tụi nó là nói là cô ơi bây giờ hàng nhà mình còn nhiều lắm luôn. Chưa có làm hàng kịp, chưa có cắt kịp. Cô cứ như thế này là tụi con toi luôn đó. Ngày mai cuối tuần thì đó các chị, tụi nó đuối lắm luôn rồi đấy. Không phải là ông đâu. Em nói trước ấy, mai mà cỡ 3 thằng thanh niên nó nghỉ, nó xin ốm nó nghỉ đó là rồi xong hàng của các chị tới qua tuần mới được gửi đi. Em nói trước ấy. Comment lên các chị ơi, nó đặc biệt, nó in phiếu ra cho các chị này. Chị Lan Phạm, chị Lan Phạm 2 áo ngọc. Mộng Hương Ngọc 2 áo. Kim Nguyên 2 áo ngọc. Huyền Dân Ngọc 2 áo ok chị. Nina Ngọc 2 áo ok chị. Mai Hoa Ngọc. Thúy Thanh Ngọc 4 mét ok chị. Chị Mai Hoa thêm một áo ngọc nữa ok. Nhanh lên các chị ơi. Mày đọc, mày đắm tới đâu rồi? Ngọc Phạm Nhi Huỳnh về Thùy Trinh đó chị. Thùy Trinh Ngọc 2 áo này. Thúy Diễm Ngọc 2 áo ok chị nè. Cái đó khó rồi chị đọc tên này. Vi Phạm Ngọc 2 áo ok chị. Nhi Huỳnh Ngọc ok chị. Chị Trần Hoa Ngọc chị lấy 2 áo ok chị. Tiếp này. Chị nào comment lên cho em nhanh nhanh một chút xíu nha. Ủa đưa đây. Cái này có Thúy Diễm đọc rồi hả? Ở phía đấy có chưa? Có bông may cho học sinh không á hả? Cái này đồ học sinh em không bán rồi chị ơi. Lấy nha. Không, cắt một áo 2 mét thôi, không có cắt liền đâu các chị ơi. Cắt liền là em bỏ phiếu ra nhé. Tại vì không thể nào mà liên hệ qua bên kho được. Kho là tụi nó cứ cắt ra 2 mét là nó giao cho bên chốt đơn thôi. Không có biết ai mua liền, ai mua rồi đâu. Cho nên là em không có cắt liền đâu. Nếu mà chị cảm thấy không ok thì chị cứ báo em sẽ đơn ra nha chị ơi. Lụa rếp à? Ui giời, hồng phấn. Để lấy ra đâu? Chuẩn, không cần phải chỉnh luôn. Chốt đơn.
Ngọc đậm thái tuấn hả chị? Ngọc đậm thái tuấn, chị phối quần trắng cho em, chị phối quần da cho em là đẹp nhất. Béo 50kg. Béo 50 tuổi mà em mặc thằng 50kg. Em bảo 50kg gầy lắm mà sao lại là béo. Béo 50 tuổi mặc màu gì Tú ơi? Mày lấy cho cô cái áo tơ tằm màu đỏ đô ra đây. Lụa rết hồng phấn giá 100 nghe. Đúng rồi. Đây, béo 50 tuổi mặc áo này cho em chị ơi. Giống chất vải em đang mặc trên người nha. Nhưng mà là lụa hạ vi, mặc có độ co giãn và che khuyết điểm cực kỳ luôn. Mặc đám cưới được, mặc đám họ được, mặc đi chơi được, mặc Tết được luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt hạ vi đỏ đô cho em 220.000 một áo nha các chị nha. Rồi đặt chốt đi, cái gì cần em cứ đặt đi vào đây cho chị đặt sau chứ không chị người vừa kiếm vừa ngồi nữa. Like áo lót đó hả chị nhờ chị Nhụy Hân ơi, yên tâm là ngày mai em sắp xếp được em sẽ like áo lót cho các chị nha. Chị Mai Vàng Lê hai áo ngọc lụa rết. Chị Hoa Vũ Ngọc có rồi. Chị Lan Phan Ngọc hai áo. Chị Nguyễn Phương Ngọc hai áo. Rồi em chốt hồng phấn lụa rết luôn đi. Hạ vi là 220.000 một áo, 320.000 một bộ. Vải giống em đang mặc trên người. Chị nào lấy màu em mặc thì các chị chốt màu em mặc. Chị nào lấy hạ vi đỏ đô thì các chị chốt hạ vi đỏ đô cho em nha. Mango có màu cam không Tú ơi? Mango tạm thời không có bán nữa đâu các chị ơi. Mango tạm thời không có bán nữa nha chị nhá. Mango màu em còn, nhà em còn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều. Nhưng em tạm thời không chốt đơn nữa. Tại vì là hàng đó là em sẽ có một cái kế hoạch khác. Hôm vừa rồi em có nói các chị rồi đó, là em xả ra cho các chị là các chị mua đi. Vì em hứa anh Dự là ngày hôm em bán nữa là tụi nó đưa vào kho rồi, là coi dù có mua thêm nữa em cũng không bán mà. Tại vì tụi em còn để phân biệt nữa, phân biệt vải nữa chị, cho nên là không có bán. Rồi đưa đây cho chị đọc nè. Em cứ in ra đi rồi chị sẽ lọc ra được. Chị Nina là hạ vi một set đỏ nè. Chị Thu, chị Thu gì? Chị Thu Quy hạ vi đỏ đô ok chị nè. Thân Nhân Nhiên đỏ đô ok nè. Chị Tuệ Lâm là ngọc, Tuệ Ngọc lụa rết hai áo ok chị. Áo dài liễu vải áo Tú mặc hai áo ok chị. Nguyễn Thủy Trang lụa rết hai áo ok chị. Hồng phấn đấy. Rồi còn chị nào lấy cái gì thì bạn sẽ in phiếu ra rõ ràng cho các chị em đọc nha. Có tên là có hàng, không có tên là có, không có tên là không có hàng. Chất vải Tú đang mặc có giống lụa hoa đán không? Giống chị, giống chính xác 100% luôn. Giống chính xác 100% luôn. Lụa hạ vi và lụa hoa đén là em bán cùng một thời điểm, hai bông khác nhau thôi chị. Còn chất vải chỉ có một. Em không biết là các chị mua thì như thế nào, nhưng riêng nhà em bán chỉ một chất duy nhất. Và em có đợt trước á, là có một chị đặt đồng phục thì cái màu đó ở dưới kho nhà em cũng hạn hết luôn. Xong rồi là em với bảo với chị là bây giờ nếu chị muốn hàng mà bán 100 mấy chục ngàn ấy, là 130 ngàn mà hoa đén ấy, mà chị muốn mua đồng phục thì em có. Còn hàng em bán cho chị mà giá 200 ngàn một áo là em không còn màu đó. Cho nên là chị muốn mua vải gì em có vải đó. Các chị cần em có thể gửi bảng màu cho các chị. Nhưng với một điều kiện là nếu mà các chị mua đồng phục thì các chị hãng hỏi em nhé. Còn các chị hỏi em gửi cho các chị một cái bảng màu cho các chị mua một áo là em không trả lời mình đâu nha. Chị... Rồi đưa đây cho chị. Chị Kiến Ngô một set như Tú mặc ok chị nè. Chị Thanh Trúc Săn Ngọc lụa rết hai áo ok. Rồi còn ai lấy màu gì nữa không các chị ơi? Ngọc đậm của Thái Tuấn là giá 250.000 một áo nha chị Nguyễn Cua. Chị Nguyễn Quần ơi, trễ vậy em á hả? Hôm nay đâu có trễ đâu chị Vân Mai, và đâu có trễ đâu. Hôm nay Tú phải tự cày một mình đấy chị, vì tương lai mua iPhone 14 đấy chị ơi. Hôm nay hồng phấn đấy chưa? Đấy rồi chị. Rồi ok qua nè. Đây nè. Đó lấy đi. Vì tương lai mua iPhone 14 nó ra thế đấy chị ạ. Rồi còn ai lấy lập thể thì các chị chốt lập thể cho em nha. Và em sẽ bán cho các chị một cái chất này. Em bảo đảm với các chị luôn là chuẩn, không cần phải chỉnh luôn. Đi cái màu, ba cái màu đấy cho cô, bốn cái màu. Ừ đúng rồi. Cái tông này là tông rất là lạnh. Và tông này là mình hàng của nó là mình hàng tơ tằm mà em bán mà hồi đấy bạn Vân bán mặc mà bán thẻ cái đèn hoa đăng ấy các chị. Và hàng này em lấy là đúng chất mà hồi đấy giá rất là cao luôn. Em lấy nhập xỉ vào không á là 170.000 một áo. Và em chỉ có cho các chị được đúng 4 màu duy nhất, không có màu thứ 5 luôn. Đó. Em cho các chị xem nha. Với lại cháu lấy cho cô một cái tơ tằm đây nữa. Cái tơ tằm hàng này giống nhà mình mặc nè.
nhưng mà cái mình vải của nó khác. Này các chị nhìn kỹ cái hoa này nha. Ôi là sao cho các chị nhìn rõ được đó. Đây. Xin phiếu đi nha, rồi em sẽ đọc cho các chị. Đây các chị có nhớ cái mình hàng này em bán cho các chị không? Cũng là tơ tằm, tại sao nhà em gọi là tơ tằm luôn, nhưng mà chất này khác nha các chị. Chất này là em bán đầu tiên là 250.000 một áo. Và cái chất này khi các chị nhận về cái hoa, cái chất vải của nó sẽ khác với cái hàng tơ tằm 200.000 mà bây giờ nhà em đang bán. Đưa cái màu thờ xăm ngọc cho cô, tại sao lại đưa cái hàng đó? Đây, em cho các chị xem nha. Đây này chị này, cái này cũng là tơ tằm, nhà em đang bán rất là nhiều luôn. Và mẫu này bên em sẽ là độc quyền cho các chị. Còn tại sao đây cũng là tơ tằm này, nhưng mà các chị nhìn kỹ hai cái hoa văn này có giống nhau không? Không có giống nha. Không có giống nha. Nhìn thoáng qua thì tưởng nó giống nhưng nó không hề giống nha các chị. Em đố với các chị luôn, không có một ai dám cầm cái áo này lên và cầm cái áo họ đang bán hàng này lên cho các chị mà có thể dám so như vậy cho mình đâu nha. Không giống nhau nha, cách tình yêu nha. Rồi, cho chị này. Chị Vân Mai lấy cái gì vàng vàng gì quá trời gì kìa. Chị Daffy là hoa vàng, hoa vàng 90 ok. Chị Ngọc Phạm là một trắng một đen Thái Tuấn. Chị Hương Vũ là hạ vi đỏ đô. Chị Vân Mai lấy cái gì vàng vậy? Mày không pin phiếu con nhỏ này. Chị ơi, đỏ đô bằng vải đuổi mới luôn này, đẹp. Vân Mai dáng đẹp chuẩn cái đâu đó. Con bé nhìn làm sao mà ra đang bảo mua cái gì. Chịu không nổi được luôn ấy. Thôi tí lấy sau đi, đừng có lôi xuống. Chị David ơi, đây là lập thể của vải đũi nha. Còn đây là hoa vàng em vừa lấy cho chị luôn. Vải đũi luôn, 90.000 một áo nha. Chị nào lấy hoa vàng thì chốt hoa vàng cho em. Chị nào lấy lập thể thì chốt lập thể cho em. Rồi bây giờ em bán cái này cho các chị. Em cứ giải thích rất là rõ ràng cho các chế nhà mình mua luôn á. Trời ơi, em có 4 màu. Và em bán cho các chị em lấy vốn thôi, 170.000 một áo. Chất này em tính các chị 170.000 một áo thôi nha. Cái này là em thu hồi vốn cho mình đấy nha chị nha, thu hồi vốn cho mình nha chị ơi. Đó, em có màu này các chị đắn cho em là xanh mim. Và màu này các chị đắn cho em là màu xám xanh đấy. Chị nào mà đang kiếm màu xám xanh mà cái tông đang năm nay đang là trend ấy, thì các chị lấy. Và em có màu đen. Và em có màu xanh đen, giá 170.000 một áo. Chị nào lấy xanh min 170 thì các chị chốt xanh min 170 cho em. Chị nào lấy xám xanh 170 thì các chị chốt xám xanh 170 cho em. Chị nào lấy đen thì các chị chốt đen 170 cho em. Chị nào lấy xanh đen 170 thì chốt xanh đen 170 cho em nha. Hàng này á là mùa một công ty khác, Trung Thịnh ơi, không phải là công ty có nghĩa là rất là nhiều công ty làm hàng và đây là một công ty khác chứ không phải là hàng nào với hàng nào khác nhau đâu. Cho nên nhiều khi các chị nhìn thì các chị có thể lầm chứ tụi em bán không có lầm đâu nhá. Rồi lấy màu gì thì chốt đơn màu đỏ cho em. Đen xanh đen đúng không? Màu còn lại. Ok. Rồi em chốt này. Xám xanh ok chị nè. Xám xanh cho chị ưu và đèn hoa ok này. Chị Liên Lê xanh min với xám xanh ok này. Chị vứt to đi noi này, xám xanh ok. Chị Hàn Vân là lập thể ok. Chị Trâm Thị Vui lập thể, chị Trần Thủy lập thể, chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Chị Lệ Hoa Phạm Thị xám xanh, Cathy Lê xám xanh hai éo, Kim Phụng xám xanh xếp, Hoài Khánh xám xanh, Tâm Mi Dân xám xanh, chỉ có đen với lại xanh đen là còn bằng này thôi, còn tất cả xám xanh với đen là xám xanh với lại xanh min là còn thoải mái. Hiểu không mấy đứa? Em cứ đưa cho chị đi, rồi chị sẽ đọc đủ cái đen với xanh đen thôi. Rồi đưa tiếp cho chị.
chị Ngọc Duyên xanh đen này, một cái đen. Chị Vui Nguyên xanh đen. Chị Khai Thi Lê hai đen. Chị Khai Thi Lê hai xanh đen luôn. Còn không? Dạ. Là xanh đen với đen là còn bằng ngày thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Rồi tiếp. Các chị. Mấy đứa ơi, sáng xanh cho chị Lan Hương Nguyễn. Nguyễn Thị Hương xanh đen. Kenjo, Kenjo xám xanh. Tiếp. Chị Mai Vàng Lê xanh đen. Chị Hoài Khám đen. Đen là nhà mình còn 2 và xanh đen nhà mình còn 1 là hết nhỏ ơi. Xám xanh và xanh đen là còn. Xanh đen bổ cho chị Tâm đi dân, ok. Hết xanh đen nha. Chị Nina đem xét, ok. Chị Bà Ngoại Xì Tin đem xét nữa là hết đem xét. Chỉ còn xám xanh và Tâm đen thôi các chị ơi. Rồi em chốt đơn giá 170 cho nó các chị. Bây giờ em chốt cho chị là xám xanh và em chốt cho chị là Tâm đen. Rồi em bán cho chị ra thi cái áo này nữa. Em thích chế lắm đó. Cho dù chế mua của em một áo của em cũng thích. Tại vì cái gu của chế là cái gu em thích đó. Cho em là đuổi nâu nha, giá 90.000 một áo. Cái này mà may đồ bộ hay là may áo sơ mi là đẹp lắm nha. Đuổi nâu cho em 90 các chị ơi. Thôi các chị nha. Tăng min cho chị Kim Phụ. Cho nên phong cách của chế với phong cách của em với chị Vân, với cả chị Vân Mai nữa. Cho nên em khoái mấy cái phong cách đó nên em khoái lắm. Chị mua em một đẹp em cũng thích à. Đây để chị đọc trước nè. Chị Hoài Thắm đuổi nâu, Huyền Dân đuổi nâu, Hoa Ban Trắng đuổi nâu, Đa Phi đuổi nâu. 4. Đưa chị Quyên Vũ đuổi nâu, Ngọc Huyền đuổi nâu, Trần Thanh Thúy đuổi nâu, Trà My đuổi nâu, Tuyết Lê đuổi nâu, Nguyễn Văn Mạng đuổi nâu, chị Trần Lý đuổi nâu hai áo. Trần Hương đuổi nâu, Quyên Vũ đuổi nâu. Đuổi may áo dài được nha chị Ngọc Huyền ơi. Chị Trà My đuổi nâu, Hoa Ban Trắng đuổi nâu, Hoài Khánh đuổi nâu. Có chưa? Vải treo xào cuối hả chị? Lấy gì vậy cháu? Đuổi hay mango? Tiếp đi. Chị Nguyễn Văn Mạc đuổi nâu. Có rồi. Đặng Giang Bảo đuổi nâu, ok chị. Chị đặt là đuôi nâu. Ngọc Huyền có rồi phải không? Dạ. Hoa Thông đuổi nâu, Nina đuổi nâu có rồi đúng không? Dạ. Chị Nina đuổi nâu, Lan Minh Minh Mai đuổi nâu, Nguyễn Hoa đuổi nâu. Đưa cho chị cho cô áo cho cô, mấy cô nhìn gần cho nó đẹp. Xinh lắm đấy chị ơi. Mà chất vải của em dày dặn lắm, không có phải chất mà tào lao bí đao đâu. Vải bên đuổi nâu hả chị? Vải bên đuổi nâu là cũng là vải đuổi luôn, nhưng mà em gọi là vàng nha chị nhé. Vàng lập thể á, cũng là đuổi luôn đấy chị. Trời ơi, đẹp lắm luôn á mấy chị ơi. Này chị ơi, cho em vàng lập thể nha. May lên là nó xuôi xuống đẹp lắm, cũng là vải đuổi luôn. Bà Ngoại Xì Tin đuổi nâu, có chưa? Chưa. Chị Huyền Ca Săn Ngọc bộ, ok chị. Cho em là vàng lập thể nha, giá 90 các chị ơi. Chị nào lấy vàng lập thể thì chốt vàng lập thể cho em. Lan Hoa đuổi nâu. Có chưa? Và cái kia là trắng á chị Tư Tư Mắm ơi. Trắng là hoa nhí, chất vải là mango á chị. Vàng lập thể chị Đa Phi. Chị đọc, em ấn.
Thu Chu Hải đuổi nâu. Đuổi nâu giá 90 chị ơi. Cho cô cái trắng. Trần Gia Khánh đuổi nâu. Thanh Trúc đuổi nâu. Này các chị đắm cho em là trắng nha. Chất vải là lụa mango nha các chị ơi. Giá 100.000. Cho em trắng nhí giá 100. Ái Trang vàng lập thể. Liên Phạm Hạ Vi đỏ đô. Lan Minh Minh Mai thêm một đuổi nâu. Nào cháu treo trắng xếp vô kia cho mấy cô xem. Vàng lập thể chị Trần Thi Vui. Trắng nhí chị Ái Trang. Mấy? Đủ nhiều lắm chị ơi. Đẹp lắm à. Chị Đa Phi trắng nhí. Thu Huyền đuổi nâu. Tú đang mặc là lụa lụa Hạ Vi chị ơi. Chị Thúy Than đuổi nâu với vàng lập thể. Hạ Vi có nhiều màu lắm chị Chim Đi Kiều ơi. Hạ Vi em có full màu luôn đấy chị. Em có khoảng chừng 12 màu. Bằng lăng tím đuổi nâu. Rồi còn mấy cái đuổi ở đằng sau cháu mang ra đây đi. Mới cắt ấy. Cái hồi trưa bên này còn này. Cháu mang ra đây luôn. Trần Gia Khánh vàng lập thể. Ái Trang đuổi nâu. Trần Hoa trắng nhí hai áo. Chị Nguyễn Hương đuổi nâu một áo và số 9 một áo. Và một áo xanh lá mạ. Giống lụa Hà Đông nhỉ hả? Dạ đúng rồi đấy, em mặc áng vẻo tưởng là lụa Hà Đông từ nãy giờ vô hỏi quá trời luôn. Thực tế các chị biết sao giống lụa Hà Đông không? Bởi vì cái màu này là màu em mặc đấy. Xong bây giờ là họ lấy về bán cho các chị đó. Màu này là màu mới nè. Màu mới đấy chị ơi. Xinh lắm. Còn chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Chốt đơn cho em giá 90 thôi các chị ơi. Nhìn giống lụa Hà Đông nha chị nhờ. Tại vì nó ăn sạc cừ ấy. Các chị yên tâm đi, đợt này em liên hệ được mấy cái chỗ mà làm hàng. Với lại em nói chị nghe nè. À, ngày mai Nhung nó nghỉ mất tiêu rồi. Nó đi đám cưới cháu ruột của nó rồi chị. Em sẽ gửi cho nó qua bên tin nhắn. Em có em coi. Em có cái này nè chị Daphi nè. Cái này nó là hàng nhập. Mà một ô của nó là chỉ có 1,5 mét thôi, chỉ có thể may đầm được. Em về em coi cái chất vải, nếu mà ok là em sẽ đặt hàng này cho các chị, bảo đảm với các chị luôn là không đụng hàng bất cứ một ai luôn. Nó giống như những cái lụa khăn đấy, nhưng mà cái này nó là chất lụa, chứ nó không phải là chất von. Đọc đi nhỏ. Còn ai nữa em pin phiếu ra cho chị. Đây này chị. Đó, đẹp lắm luôn. Nó y như ấy vậy đó. Em sẽ gửi cho nó qua nhóm. Nó gửi cho chị. Chị lấy mẫu nào trước em ưu tiên cho chế. Bảo đảm sẽ trở thành hot hit giống như là lụa khăn hồi xưa luôn. Rồi, còn ai lấy mẫu gì nữa không? Chị Vui Thân đuổi nâu. Nào. Rồi, quay nha. Đứng lên cho chị hả? Đây, đứng lên này chị. Đứng lên cho chế xem này chế ơi. Rồi đưa cái tờ tầm hai lớn ra đây cho cô. Tờ tầm hai lớn để đâu rồi? Tờ tầm hai lớn giống như cái này nè. Còn mấy móc nữa đâu, mất tiêu hết rồi. Chị Tuyết Lê lấy áo tú mặc, ok chị. Vải áo em mặc giá 220 chị ơi. Đây này. Cái ở trên còn không? Hãy đi cô mặc còn không? Còn treo móc không? Vô đây cho cô này. Các chị muốn mua là các chị muốn xem. Chị Trương Mỹ Phượng trắng nhí ok. Đây, màu áo em mặc này chị. Áo chị mặc có chưa? Có bỏ phiếu hết chưa? Bỏ hết rồi chị. Đây, mấy áo nữa? Một áo.
Đây, màu áo em ạ. À. Giá 220 ngàn một áo nha chị ơi. 220 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Đẩy hết trực qua đi ta. Đẩy bớt qua bớt ra lại. Bớt này thẳng cái đấy ra hết luôn đi. Cho cô treo này lên. Trời ơi, làng sàng vậy mà mùi trời ơi. Trời ơi, cái gì cũng vậy, phải làm phải biết nó khó ở chỗ nào là mình xử chỗ đấy. Chị là không bao giờ ngại khó. Rồi, đây chị ơi. Và đây là chất vải tơ tằm. Chị nào lấy tơ tằm thì các chị chốt tơ tằm cho em. Giá là 300 ngàn một áo nha các chị ơi. Tơ tằm này là đúng chuẩn tơ tằm giống hà đông luôn ấy. Nhưng mà cái hà đông ấy, khi các chị mặc nó sẽ cứng và nó đơ hơn cái hàng này của em rất là nhiều. Nhưng mà nó khuyết điểm cái là khổ nó có 8 tấc thôi. Còn cái này khổ của em là 1m6. Các chị may form tà cực chuẩn. Cho em tơ tầm giá 300 nha. Đẩy thẳng cái này ra đi. Ái dạ. Cô nói đẩy hết ra là cái nhanh tay nhanh chân lên đâu mà lâu hết. Chị nào lấy áo em mặc thì các chị cứ việc chốt nha. Vải áo em mặc cho bạn in phiếu ra cho các chị và bên em sẽ in phiếu cho mình. Đây là tơ tằm giá 300 nha các chị nhé. Nếu mà chị nào hay mặc những dòng lụa với lại những dòng mà hàng tơ tằm thì các chị sẽ biết đến những cái chất như thế này ha. Tỏ cho chị này. Còn nha chị, đây xì lê ơi. Còn nha chị, nhưng mà em chỉ còn màu trơn thôi, còn hàng thiết kế hết rồi. Chị Quyên Trương vải áo tú mặc ok chị. Huyền Bo vải áo tú mặc ok chị. Thanh Dung vải áo tú mặc ok chị. Ba áo nữa đúng không? Dạ. Chị nào lấy tơ tằm thì chốt tơ tằm cho em nha. Đưa xét mình bỏ đi cô nhìn xem. Bỏ cái tơ tằm qua đây cho cô. Tơ tằm thì chốt tơ tằm đi ha. Cho em tơ tằm giá 300. Còn chị nào lấy vải áo em mặc thì các chị chốt. Vải đều có độ co giãn hết các chị ơi. Đẹp lắm. Mặc nếu mà chị nào mặc quen thì các chị sẽ biết rồi. Ờ đưa chị. Chị Đa Phi tơ tằm. Chị Hồng Hạng Nguyễn tơ tằm. Chị nào lấy tơ tằm thì các chị chốt tơ tằm cho em. Chị nào lấy vải áo cứu mặc thì các chị chốt vải áo cứu mặc cho em. Giá em chốt đơn là tơ tằm là 300 nha. Còn hạ vi là giá 220 nha các chị nhé. Rồi, em tính lấy gì quên mất tiêu rồi. À cát tường màu cho cô với màu một xem. Cho cô kêu cô hỏi. Cát tường màu vừa nắng xong. Phải áo em mặc là giá 220, nguyên quần nữa là 320 một bộ. Cho cô với màu một áo. Em có 5 màu à các chị ơi. Em gom được cho các chị đúng 5 màu. Màu xanh biển. Xăm biển nha chị nha, xăm biển. Nâu. Hồng dâu. Xăm đen. Và màu xanh đậm. Giá là 180 ngàn một áo. Cho cô một áo cho cô một áo xăm đen, một áo hồng dâu. Im ơi, cho chị chọn phép tay dài nha nhỏ. Một áo hồng dâu, một áo xanh đen, chọn xét tay dài Uyên Mai. Rồi cho chị. Chị Thúy Nguyễn. Lấy tất cả trừ màu hồng. Bốn màu. Trừ màu hồng. Chị Ái Trang, bộ tú mặc. Chị Mary Nguyễn, tơ tằm. Các chị lấy màu gì thì các chị cho bạn chốt cho các chị. Thật sự luôn là các chị đừng có bỏ qua nó. Còn hàng thiết kế thì em còn cho các chị được cỡ khoảng chừng một cây. Một cây thì nó được có khoảng 6 mẫu thôi là hết hàng, không có hàng đâu các chị ơi. Đẹp. Đẹp lắm luôn á. Đây. Hồi trước cái hàng này á, cái chị mà mua hàng xỉ của em á, có bao nhiêu chị lấy hết bấy nhiêu luôn á. Không có còn một mét nào luôn ấy. Về sau này em muốn bán nữa không còn luôn á.
có 5 màu nha. Rồi các chị. Chị Nina là xanh đen này. Chị đẹp tiên hai áo nâu. Bà ngoại xì tin và áo tú mặc. Chị Thúy Nguyễn là hồng. Kiểu là gì luôn. Chị Mary Nguyễn hồng dâu. Chị Lê Minh Nguyệt và áo tú mặc nguyên bộ là tổng 2. Rồi tiếp. Tơ ăn kim. Tơ tằm. Chị lấy hồng này này. Tại vì chị lấy màu hồng đó rồi, cho nên bốn cái màu kia là chị trừ màu hồng đó này. Gì vậy? Đúng rồi, một tròn sát tay dài cho chị hết một màu hồng, một màu xanh đen. Em nó mới nói với chị là vải gì hả? Vải đó hả chị? Hôm nay em bị xoay cho trong chóng, giờ tự nhiên mặt em nó quá dơ dơ vòng vòng với các chị ơi. Đây là vải lụa cát tường như ý. Để in nguyên vậy đi cho cô móc khác đi. Trời ơi, mặt em nó đỏ bừng bừng. Tối nay lại là một tối mất ngủ. Màu này là màu hồng dâu nha chị ơi. Còn màu này là màu xanh đen. Màu nữa nhỏ, 35 màu cơ mà. Các chị biết hàng này á, mà đợt đầu tiên mà bán ấy, các chị dành nhau á, 250 ngàn một áo. Em nói ở đây có nhiều chị đã từng mua áo này rồi, 250 ngàn một áo. Mà phải dành nhau mới mua được nha, không phải dễ mà mua được hàng này luôn. Xanh đậu cho em này các chị ơi, xinh lắm. Và màu nâu là cái màu cực kỳ hiếm luôn, chỉ có một lô chè mi mới có màu nâu thôi. Và màu này là chị, màu này là em mê lắm luôn ấy. Màu này là các chị mà ở trong hội đoàn đấy ha, các chị mà trong hội đoàn là các chị nên mua nhá. Màu siêu đẹp luôn, săn biển. 180 ngàn. Rồi cho chị nè. Chị Hiền Lê hồng dâu. Mary Nguyễn săn đen. Trần Thanh Thúy tơ tằm nãy có rồi. Có chưa? Rồi ok. Quay vòng luôn, trời ơi nó chóng mặt. Đấy em có bằng đó màu thôi đó các chị ơi. Lấy màu gì nữa thì chốt đơn màu đó cho em nha ha. Đây xanh đen đây. Cũng phải tập cho chăm dần dần cho nó làm cho nó quen chứ đúng không? Mai thêm hợp lực thêm ca vào đây nữa là rồi xong luôn. Cởi khỏe thì một tháng là tụi mày quen việc à. Chị Kim Chi Lê tơ tằm. Chị Thúy Nguyễn cho chị một áo tú mạc Thúy Nguyễn khác nha. Chị Ti Nguyên, chị em chốt áo vàng số 8 mãi được không được chị ơi? Số 8 là cái hoa nhí tròn tròn đấy cháu. Lấy cho chị Ti Nguyên. Rồi cháu đưa cái của mấy cái hàng hồi trưa nay bán kia kìa. Mấy cái lập thể ở dưới đằng sau kìa. Đó. Mới cắt, mới bán trưa nay, chưa có bán mới có mấy áo thôi. Chị Nguyễn Thị Thu Hà cho chị một áo xanh biển. Đây, bỏ phiếu luôn nè. Màu gì nữa? Hết rồi chị. Đây này chị, màu này em thích lắm. Xinh lắm. Em làm hàng thiết kế được có mấy mẫu hết rồi. Còn mấy cái đỏ thôi chị. Cái này là vải đũi. Đũi. Ủa? U là trời, chua nay bán thành phải đuổi giá có 90 ngàn. Ôi cha mẹ ơi, lỗ chồng vó. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Các chị tính cho em 90 luôn đi. Chưa em bán các chị 90, giờ em tính các chị 90 luôn. Coi như là cái lô này em không có lời. Chị Thúy Nguyễn là hai áo tơ tằm, thêm một áo nữa nhỏ ơi. Cho em là 90 nha. 90, giá 90 luôn. Bước đầu thì cái gì cũng sẽ khó khăn, nhưng mà rồi nó sẽ thành quen. Quen rồi thì sẽ thành giỏi. Nó nhìn cái comment một hồi mà nó choáng, nó không biết bọc cái gì, để lại cái gì luôn. Chị Ái Trang đuổi. Đuổi bông ok chị. No, cái đấy chưa bán. Cái đuổi bông hôm nay vừa mới thả vô ấy, là cái này nè.
Chị Yến Nhi đuổi bông ok chị này. Chị Hạn Hè sang biển 170 ok. Chị đọc em bấm đi. Rồi tiếp luôn. Đây chị Lê đuổi ok chị. Chị nào lấy đuổi thì các chị chốt đuổi cho em nha. Mấy đứa thấy tầm quan trọng của chị Nhung chưa hả? Chị Nhung sắp lấy chồng rồi đấy, chị Trung thật ơi. À, săn biển cho chị Khai Chi Lê hai éo. Đằng Kiều Yến Nhi săn biển. Suri Đồng Khởi đuổi săn. Đuổi bông cho chị Mary Vàng Lê. Khi nào nhân viên chốt đơn ấy, chị nói mấy bạn lấy quần cho mình nha tình yêu ơi. Còn bộ đuổi bông mấy éo cho chị? Mấy éo? Đọc coi. Đuổi bông. Dạ một éo. Còn săn biển thêm một éo nữa đúng không? Hai éo chị. À, Tú ơi, có thấy comment của chị không? Không thấy Tú trả lời. Em đang trả lời chị này. Chị hơi lần Lê ơi, chị hỏi em cái gì vậy chị? Áo Tú mặc giá 220 và săn đen 180 cho chị Nguyệt Ngô Ân. No cân chị. Ok chị. Đào Thắng săn biển 180. Ok chị. Món này các chị chốt cho em là đuổi 90 nha. Phải để cho chị Nhung thoải mái để chị Nhung còn làm ấy nữa chứ. Chọc nó vậy ngày mai tí nó lại về nó nhắn tin nó bảo chị ơi chị đừng có mang em ra chị chọc nữa đi em có lấy chồng đâu. Săn biển mặc với quần gì hợp Tú ơi? À, săn biển hả? Quần trắng, quần đen, quần cùng tông. Đấy ba màu đó. Tí nữa thế này nó về nó cũng nhắn Zalo cho em mà nó bảo chị ơi đừng có mang em ra chị chọc em nữa em khổ lắm luôn rồi. Rồi đây chị. Một cái Tú mặc và hai cái tơ tằm. Và hai cái hồng tơ tằm là hôm nãy có chốt cho chị rồi. Chưa áo Tú mặc hả? Ok, lấy cho chị một áo Tú mặc. Số tài khoản bị gì 30 phút trước chị chuyển khoản cho shop không được đó hả? Có thể là buổi tối. Có thể là nó cũng nhiều cái lắm chị. Chị hay lần lê ơi, để mai chuyển cũng được mà chị. Thế đâu nhất thiết là cứ phải báo cái là chị chuyển đâu. Có thể là nó bị nghẽn rồi nó đủ kiểu hết. Nhiều khi internet banking của em cũng vậy chị. Em vừa mới vô cái em đâu chuyển được đâu. Em phải ngưng ít nhất là nửa tiếng, một tiếng đồng hồ xong mới chuyển lại được. Còn không thì ngày mai chuyển. Tại vì thường ngân hàng Việt Nam nó lâu lâu bắt đầu nó cứ đóng nó đóng băng ấy chị. Để nó kiểm kê ấy. Là thường là mình bị đứng hết à. Còn ai lấy màu gì nữa các chị ơi? Rồi mình bỏ màu gì lên vậy mình nhỏ? Có bỏ nhiều thế. À, nhiều bán cho hết đó hả? Rồi đưa tiếp nè. Mẫu này các chị chốt cho em là nhí săn biển siêu đẹp luôn. 100.000 một áo, chất vải là lụa mango. Chị Hồng Thắm mai kiểm tra đơn hàng này. Các chị cho em là nhí săn biển nha. Chị nào lấy nhí săn biển thì các chị chốt nhí săn biển cho em. À, mọi ngày á, trời ơi, bản tỏng lắm. Đứng nói còn quét. Ôi trời, ngày hôm nay bị xoay như trong chóng. Giờ mặt đỏ bừng lên, đứng không nổi. Chị nào lấy săn biển thì các chị chốt săn biển cho em. Mai nó lại đưa lên lúc nó bảo đấy. Chị cứ tuyên bố đi, không có tụi em làm thì chị cũng không chết được. Nhưng mà chị vẫn sống, nhưng mà chị ngáp ngáp. Cho em là nhí biển nha. Giá 100.000 các chị ơi. Rồi. À, chị Kim Phụng nhí biển. Kim Chi Lê nhí biển. Anna Nhung nhí biển. Mai Hồng Tê Vũ nhí biển. Trần Thị Dung Dung vải áo Tú mặc. Tổng là 3 nhí biển và 1 vải áo Tú mặc. Ok. Cười. Thế nào có người cười mình nữa cho xem. Chị Nina em chốt có được không? Một bộ áo Tú mặc có chị ơi, em có đọc cho chị rồi đấy. À, chị Nguyễn Vi vải áo Tú mặc ok chị. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí biển cho em nha. Cho chị kia xem lại cái tơ tằm đi nhỏ ơi. Cho cô cái móc tơ tằm cho đấy hẹ Vi rồi. Chị Mi quát nhí biển. Trương Mỹ Phượng nhí biển. Đây tơ tằm này chị ơi. Giá 300.000 một áo nha chị. Hàng này là em đang nhờ nhà máy làm cho em, nó phơi màu ra bắt đầu là em duyệt bông là em mới làm.
là hạ vi không phải nhí biển nhé. Chị Mai Hồng Tây Vũ là lấy hạ vi chứ không phải lấy nhí biển đâu nhỏ ơi. Thì hôm nay em có đọc mà. Chị Trần Hoa nhí săn biển ok nè. Giá là 100 ngàn một áo nha các chị ơi. Chị nào lấy nhí săn biển thì chốt nhí săn biển cho em nha. Rồi tiếp luôn, đưa cho cô cái nhí vàng ra đây. Gấm hồng cho chị Ái Trang nè. Gấm hồng này là gấm tơ tằm ấy chị. Giá là 300 ngàn một áo nha chị ơi. Còn nhí biển nha, chị nào lấy nhí biển thì chốt nhí biển cho em. Đây đây đây, cô lấy cho này. Mẫu này các chị chốt cho em là nhí vàng giá 100 luôn. Có rồi nha chị Thúy Nguyễn ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí vàng cho em nha. Giá 100 ngàn một áo các chị ơi. Chất vải là lụa mango nha. Các chị thông cảm chứ hàng mango nhà em nhiều lắm luôn ấy. Nhưng mà hôm nay tụi nó không có cắt được. Vì hôm nay thứ nhất là thiếu người. Thứ hai nữa là hàng bán nhiều. Thôi bán ít thu chứ bán nhiều quá tìm đến đâu cho hết. Cho em nhí vàng nha. Giá 100 ngàn. Mày ngồi ngẩn ra đấy mày lo mày xếp đi. Mày cứ ngồi mày ngẩn ra mày nhét răng ra mày cười đi nha con nhỏ này. Mày cười tao đi ngày mai là tao cười mày đấy. Chị nào lấy thì khác chị chốt nhí vàng cho em. Nhé cho em 100 ngàn. Chị ơi tơ tằm có màu khác không? Đúng một màu duy nhất. Không có màu thứ hai luôn. Này chiếu lên cho nó gọn đi. Rồi tiếp luôn cho cô nào. Cái màu xám ở trong luôn. Tơ tằm này không phải là tơ tằm mà nó có nhiều màu như mấy cái hàng kia đâu chị. Tiền nhiều để ai mua iPhone 14 á hả? Vậy mà bòn mãi vẫn chưa đủ kìa. Mẫu này các chị chốt cho em là nhí nhí xăm đi. Nhí xăm cho em nha, 100 ngàn. Em nói mà em phải sở hữu cái iPhone 14 hơi bị sớm nhất có thể để em về em còn làm công việc của em chứ không phải là để mà lấy tiếng đâu. Tại vì thật sự luôn là các chị biết là Facebook á bây giờ nó bây giờ nó hạn chế là hạn chế thấp nhất luôn về phần máy quay ấy. Tại vì máy quay là thường tụi em phải xử lý rất là nhiều thứ ấy. Cái là nó ảnh hưởng tới nó rất là nhiều ấy. Mà giờ nó hạn chế ghê lắm. Tụi em bán hàng thực sự luôn là rất là khó khăn luôn ấy. Chị Anna Nhung nhí xăm. Nhí xăm này của em là chất vải lụa mịn nha. Các chị mặc đồ bộ là bao xinh luôn. Các chị may đầm là siêu đẹp luôn. Cho em 100 ngàn nha chị ơi. Chị nào lấy nhí xăm thì các chị chốt nhí xăm cho em. Rồi đưa cho chị cái nhí trắng, cho cô cái nhí trắng vải đuổi luôn. Lấy màu gì thì chốt đơn màu đó cho em luôn nha. Này cho em là nhí trắng luôn này. Giá 90 luôn nha chị ơi. Chất là vải đuổi nha. Thêm một cái tú mặc tổng là 2 áo cho chị Thúy Nguyễn. Mẫu này các chị chốt cho em là nhí trắng giá 90 luôn. Chị Mai Ri Nguyễn nhí xăm. Trời ơi chị in phiếu mày cũng in phiếu. Bỏ đi một phiếu. Rồi khăn đó hả? Khăn thì chắc để em sắp xếp đi em like cho các chị. Chứ nhiều mẫu lắm các chị ơi. Em không biết mẫu nào với mẫu nào đâu. Chị Mary Nguyễn nhí trắng. Chị Hải Yến nhí vàng. Phúc Trần nhí trắng. Còn nhí trắng nè. Còn nhí trắng, còn nhí vàng, còn nhí xanh luôn. Thúy Thanh nhí trắng. Kim Oanh nhí trắng nữa là hết. Rồi tiếp cho cô nào. Cho em nhí đỏ luôn các chị ơi. Cho em nhí đỏ luôn nha. Nhí đỏ cho em luôn, 90 luôn. Chất vải đuổi luôn nha các chị. Chị Mary Nguyễn nhí vàng. Chị Jenny Nguyễn lấy một vải áo tú mặc. Ok chị lấy thêm quần luôn á. Dạ yeah, ok. Ok chị, màu này các chị đốn cho em là nhí đỏ nhé. Hàng khăn nhà em còn chắc phải 2-3 ngàn khăn nữa em chưa bán. 2-3 ngàn khăn ấy, chỗ đấy của em các chị cứ tính 100 ngàn khăn là chỗ đó của em mấy trăm triệu ấy mà em chưa bán luôn ấy. Cho em là nhí đỏ nha. Với lại cái mẫu này đẹp lắm này chị. Mẫu này hồi xưa em có bán. Chị Mary Nguyễn nhí đỏ. Kìa, mấy cái móc gom gọn này nè. Phúc Trần cho chị một bộ tú mặc, ok chị. Dạ yeah, ok chị Hằng Trần, sáng mai làm đơn hàng liền cho chị nè.
cho em nhí đỏ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí đỏ cho em. Mẫu này đẹp lắm. Mẫu này các chị chốt cho em là chị Trần thì Dung Dung nhí đỏ. Cái mẫu đằng sau cùng cháu. Mẫu này các chị chốt cho em là số 9. Mẫu này đẹp lắm. Em có nói với các chị rồi đấy, không mua là tiếc, ráng chịu luôn. Cho em số 9 nha. Chị mở rồi, chị mở rồi. Số 9 cho em nha. Trời ơi, cái đầu vừa mới gội xong giờ nó bệt xuống. Có nghe chưa? Alo. Cái máy này nó cũng đứng gần 1 phút 30 giây luôn rồi. Rồi đọc số 9 không? Không có cái nào hết. Chị đây, chị Lê số 9 có rồi đúng không? Dạ. Còn ai lấy số 9 thì các chị chốt số 9 cho em nha. Chị Defi số 9, Kim Oanh số 9. Chị nào lấy số 9 thì chốt số 9 cho em nha. Số 9 là số 9. Số 9 còn có vài áo thôi đúng không? Còn có bằng này thôi đó các chị. Không có còn nhiều nữa đâu. Không nghe được tiếng là coi như là không mua được hàng. Còn 3 áo số 9. Rồi đưa số 10 cho cô luôn đi. Đó, đúng rồi, rất đẹp luôn. Tơ tằm Thái Tuấn. Chị Bùi Thảo số 9. Thân Thảo số 9. Ồ, chị vừa bấm mày bấm. Bó tài. Cái này nó tự nhảy chị. Chị Tin em phẹp cho chị hai áo Thái Thủy Tiên trắng kem ok chị này. Chị Nguyễn Tuyết thẻ số 9 nữa là hết. Mẫu này các chị chốt em số 10 nha. Giá 100 nghìn các chị ơi, chất vải là lụa mịn. Số 10 cho em. May một bộ đồ thoải mái luôn chị Kim Oanh ơi. Cái này các chị cứ cho em là một bộ đồ thoải mái. Bây giờ em phải xuất hiện trước màn hình cho các chị luôn. Em như là một gì nhỉ? Đầu tóc thì tơi tả tả tơi. Số 10 chị Kim Phụng này. 100 ngàn nha. Lụa này của em là lụa mịn, không phải mango. Lụa mịn nó sẽ mỏng hơn, mịn hơn, mát hơn. Lụa mịn cho em giá 100. Bộ vải áo em mặc giá 250 chị ơi. À xin lỗi, giá 220, 320 chị ơi. Vải áo là 220, vải quần là 100. Còn quần em mặc là lụa siêu diamond ấy. Nhưng mà bên em có lụa rết màu này, sẽ bỏ vô cho các chị. Nhí vải mango cho chị Yến Nhi. Chị nào lấy thì các chị chốt số 10 cho em nha. Số 10 cho em giá 100 nha các tình yêu ơi. Trời, số 10 đẹp lắm. Hoa nhí rất là xinh luôn ý. Màu áo tú mặc chị Hồng Hạnh ok. Nhí vàng này nè. Trời, ui. Có chưa? Đây, trẻ. Nhung bị đau bụng hả Tú ơi? Dạ đúng rồi. Số 10 chị Bùi Thảo. Mary Nguyễn số 10.
Dạ đúng rồi chị, lâu lâu nó cũng ốm ấy chị ơi. Tội nó lắm, nó làm suốt ngày suốt đêm ấy chị. Chị nào lấy thì các chị chốt số 10 cho em nha. Dạ em chốt đơn 100. Rồi còn mẫu nào cháu mang ra rồi cháu đưa đây cho cô luôn đi. 11 luôn đi chị ơi. Ê, sao cái này đẹp dữ vậy. Ôi cái này đẹp lắm luôn đi. 11 cho em giá 100 luôn, lụa mịn chuẩn luôn. Không đẹp đời, không đẹp. Cứ một lần gội đầu xong cái là bắt đầu nó vung vung lên đường tí à. Chị nào lấy số 11. Ôi mẹ ơi đẹp quá à. Mary Nguyễn. Mary Nguyễn số 10 có rồi. Anna Nhung 11. Kim Phụng 11. Bất Ngọc Trần 11. Cô ăn phạm. Cô ăn phạm. Quần em mặc á, quần em mặc là siêu diamond giá 200 ngàn một quần chị ơi. Thảo Phan 11. Chị Trâm Đinh 11. Trinh Trần 11. Còn không? Chị cho cô. Đẹp lắm lắm luôn. Nhận ở ngoài là chỉ có nghiền mà thôi nha mấy chế nha. Nhận ở ngoài là chỉ có nghiền mà thôi đấy. 100 ngàn cho em. Thúy Thanh 11. Nguyễn Ngọc Diệp 11. Chị Đa Phi 11. Chị Lan Lê 11. Hoài Thắng 11. Mạc Phan 11 còn không cháu? Cho chị một bộ gấm đỏ đang treo với Tú ơi. Gấm đỏ là nào? Cái đó là tơ tằm mà chị. Chị Lan Phạm 11. Còn một áo duy nhất luôn các chị ơi. Em nói trước nha. Nhận được mà không đẹp mai cứ lóc Facebook em. Còn một áo 11 không ai lấy em mang về nhà mai. Rồi tiếp cho cô mẫu nào luôn. Đen đỏ đấy luôn đi nhỉ. Còn một áo duy nhất luôn. Ai? Kim Oan. Kim Oan hả? Dạ. Kim Oan 11. Không, cái màu xanh màu đen đỏ. Ừ. Cho em 12. Không rồi. 12 cho em. 12 nha, giá 100. Không đẹp đời, không nể. Mày coi dưới sau coi còn mấy cái hàng gì mới mới nữa mày mang đây cho cô với. Bán cho đủ giờ chứ. Ui sợ. 12 cho em. Dạ yeah, ok chị Lan Lê. 12 chị Kim Phụng. Hoài Khánh 12. Nắng Mai 11 hết rồi chị Nắng Mai ơi. Còn 12 thôi. 11 hết. Còn 12 thôi. Hết rồi. Đây là 12 này nha. Chị Đa Phi 12. Chị Bích Thủy 12, chị Phúc Trần 12. 12 cũng chỉ còn một áo thôi đấy. À hoa hồng hả? Hoa hồng là gì? Còn một áo 12 nha. Còn một áo 12. Chị Lê Trang 12. Đưa cho cô. 13 cho em. 13 cho em nha. Vài áo em mặc giá là 220 chị Kim Hori ơi. 13 cho em giá 100. Chất vải là lụa mịn. U là trời ơi nó đẹp. 13 cho em. Vài áo em mặc là giá 220. Các chị thấy lần đầu tiên mới có màu của Hạ Vi màu này em bán đúng không? 13 cho em nha. Chị nào lấy 13 thì các chị chốt 13 cho em. Rồi tiếp cho cô cái hoa đó luôn. Ờ. Tơ tằm đằng sau em là giá 300 nha chị Phúc Trần nhé. Này các chị chốt cho em là 14. 14 cho em giá em tính cũng 100 ngàn luôn á. Chất vải là lụa mango luôn nha các chị ơi. Cái mẫu này hôm trước em bán cho các chị màu trắng á. Hoa màu hồng hồng dâu dâu xinh lắm.
Mà đợt này em lấy cho các chị qua mùa cốm. Tơ tằm đằng sau em là giá 300 nha chị nhé. Em có 13 và em có 14 luôn. Chị Kim Ho reset em mẫu mặc. Chị Defi 14. Chị Võ Thị Như Trúc tơ tằm 300. Thảo Phan 14. Lan Lê 14. Còn 214 này ơi. Lấy nguyên cả quần luôn, khi nào nhân viên chốt đơn thì chị nói mấy bạn lấy quần cho mình luôn nha chị nhé. Còn chị nào lấy thì các chị chốt 14 cho em tiếp luôn này. Chị em đang Nguyễn 14. Giờ này mà tài khoản xe công an nó đang bắn peng 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 peng. Đưa màu dê cho cô. 15 cho em các chị ơi. Gì? Vậy là hết 14. 15 cho em này. Không đẹp là không lấy tiền luôn ấy. Phong cách đồng quê rất là dễ thương luôn. Và mấy cái tông này mà đi mua đầm may sẵn ấy, là nó toàn may mấy cái tông tông màu pastel này không này. Xinh lắm luôn. Cho em 15 giá 100. Em phải cày cho đủ tiền để em còn mua iPhone 14 chứ. Bây giờ nếu mà thật sự mà mua iPhone 14 sắp tay về cũng phải nhờ người bẻ khóa các chị ơi. Mà còn không có được bảo hành nữa. Chị bảo hành sao giờ? Chị bảo hành chỉ nguyên cái tiền công mà chị gửi đi qua bên đó để mà chị bảo hành nữa thì thôi. Chẳng thể chị mua qua công ty ấy, chị được bảo hành, ví dụ có lỗi hay gì đó thì hả, còn có thể đưa ra để mà mình chỉnh sửa được. Còn đây cầm sách tay về rẻ hơn được 5-6 triệu. Nhưng mà nếu mà có vấn đề gì một cái thôi em nói các chị khóc luôn. 15 này. Chị Defi 15. Chị Kim Oan 15. Chị Kim Chi Lê 15. Kim Lê Thu Trang 15, Nguyễn Thủy Dương 15, nên là rẻ hơn 3-4 triệu nhưng mà tính ra thì không có rẻ đâu các chị. Về người ta còn bẻ khóa rồi còn cài đặt rồi còn các kiểu nữa rồi còn còn được giấy bảo hành còn kia, ôi phê lắm. Trắng máy nhí cho học sinh đó hả? Dạ tạm thời em không có rồi chị Mai Phạm ơi. Chị Phúc Trần 15. 15 là vải lụa mịn nha chị ơi. Thúy Than 15, 100.000 một áo nha các chị nhé. Thúy Than 15. Chủ yếu là cho nó đọc comment để cho mai mốt nó quen tay nó bấm. Hồng tím hả? Hồng tím là lụa tơ tằm á chị. Khi nào lấy 15 thì các chị chốt 15 cho em nha. Rồi mình cho cô 16 luôn đi nhỏ, 16 màu đen. 16 cho em giá 100 luôn. Chất vải là lụa mango luôn nha các chị nhá. Chất vải là lụa mango luôn. Em bán cái áo 100.000 em cũng trẻ có thấy gọi là cái gì mà gọi là không đẳng cấp gì đâu các chị. Tại vì cái quan trọng nhất là các chị mua vải thì các chị có nhiều nhu cầu sử dụng. Và đặc biệt nữa cho dù thật sự luôn nha, em bán cái áo 100.000 em cũng có lời. Mà em bán cái áo 300.000 em cũng có lời. Nhưng cái quan trọng là như vậy nè, cái 100.000 á, em vất ở đâu em cũng bán được hết. Còn cái 200-300.000 đi, một khi mà nó tồn lại đi, các chị sell rồi các chị biết mặt. Cho nên đừng có quan trọng về vấn đề đẳng cấp ở đây nha. Đẳng cấp nhưng mà là chưa chắc là doanh thu là nhiều hay không đâu. Đừng quan trọng. Cái này bao nhiêu? 16. Dạ. Cho em 100 nha. Cho chị coi một cái tơ tằm ở đằng sau đi mấy đứa ơi. Ngày mai ở đây em cúp điện. Nhưng mà em chưa thông báo cho tụi nó. Để tối em sẽ về em coi lại lịch rõ ràng như thế nào. Có khi là sáng ngày mai là còn phải bị off nguyên một buổi sáng luôn ấy, vì nó cúp điện đấy các chị. Chị Thúy Siêu là chị Thủy Siêu và áo tú mặc. Ok chị. Đây là tơ tằm này chị. Tơ tằm này là giá 300 khổ 1m6 nha chị ơi. Có một cái mẫu hoa nhí nó nhỏ ơi. Cái tơ tằm này này y chang màu như vậy nhưng mà hoa nhí nó còn 4-5 áo thôi. Cháu mang ở đây cho mấy cô bán. Lan Phạm 16. Nhí ở ngoài hả? Nhí ở ngoài nhiều lắm, nhiều nhí lắm chị ơi. Chị Trần Thúy 16.
hai áo 16 đúng không? Dạ. Đúng không? Cái hoa này nè, để ở ngoài chỗ cửa đá vào á. Khi nào lấy 16 thì các chị chốt 16 cho em. Còn em có tơ tằm hồ đò này em gọi là tơ tằm hoa lớn. Và em có một cái hoa nhí nữa, đợt trước em bán một đợt mà em có mặc á. Bây giờ nó còn 4-5 áo rồi. Còn 2 áo chị ơi. 2 áo và 1 khúc 3 mét. Chị Bất Thủy 16. Chị Lan Phạm 16, chị Trần Thúy 16. Đúng không? Lan Phạm còn thấy có rồi, giờ chị Bích Thủy thôi. Ok. Còn một áo. Ủa? Khúc 2m4, khúc 3m. Vậy còn khúc nào nữa không? Rồi bó tay luôn các chị ơi. Tơ tằm áo em cầm á, thì em lấy cho chị khúc 2m4. Em tính chị một áo nhá, chị Đa Phi nhá. Rồi, chị Tâm Vũ là giống áo Tú Mặc là Hạ Vi giá 220. Còn chị Nina là em còn khúc 3m có được không? Còn cái này này con bé nó báo là bị xước một chút xíu, nhưng mà em nghĩ nó không sao đâu chị ơi. Em đây này chị này, do tụi nó để, tụi nó không để ý ấy. Đây này chị. Cho nên là em để cái áo này lại nha. Không may được, chị lấy khúc 3m thì em bớt cho chị một chút xíu. 150 ngàn 1 mét, 3 mét là 450 ngàn, em lấy chị 400 được không? Đây được khúc 4 mét này. Còn cái khúc này nó bị xước một chút xíu rồi các chị ơi. Đây em có khúc 3 mét này. Cái này không còn hàng, còn cái này em đang nhờ nó phay lại của khoảng 5 màu. Có nghĩa là sẽ làm khoảng 5 màu. Tính 400 cho chị thôi. Rồi, đưa cái này cho cô này. Cái ở trong, màu xám. Ừ, đúng rồi. Mẫu này các chị chốt cho em là nhí xám nha. Giá 90 ngàn. Em hết rồi, chị Trần Thị Nhái. Chị Thái ơi, em hết rồi. Em còn tơ tằm hoa lớn à. Còn các chị muốn cái tơ tằm này ấy, thì là em đang đặt nhà máy nó làm á. Là phải cứ khoảng 2 tuần, 3 tuần mới có. Thì nó sẽ có màu khác cho các chị. Cái này các chị chốt cho em là nhí xám nha, giá 90 thôi các chị ơi. Cầm cái này bỏ lên đi phụ con cho nó để dưới, nó lại hư áo của chị đấy. Cho em nhí xám giá 90. Một mẫu này nữa thôi rồi nghỉ nha các chị ơi. Đúng 11 giờ rồi đấy. 10 bao nhiêu? 22 giờ 59 phút. Nhí xám chị Bích Ngọc Trần. Chị Mary Nguyễn nhí xám. Đừng lấy qua đây đi, để mai tụi nó treo cái khác. Cho em nhí xám nha. Cái này em mang về nhà em bán là chỉ cần mỗi lần em like khoảng 300 cho tới 400 chị thôi, là em vẫn có khoảng chừng trên 100 đơn hàng là chuyện bình thường. Trên 100 đơn hàng là cũng hơi bị mệt mỏi luôn á. Hơi bị mệt mỏi luôn á. 100 đơn hàng là chị với lại anh Diên uống đủ nước trà đá với lại ăn mì tôm rồi. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí xám cho em. Còn tơ tằm em hết mất tiêu rồi. Hôm bữa em chốt áo hoa hậu Khánh Vân mặc, chị kiểm tra lại giúp em đơn đi chưa? Chị Thu An sáng mai kiểm tra liền cho chế nha. Nhí hồng đằng sau cho chị xem. Ok chị. Chị Úc Nguyễn nhí xám. Chị Nguyễn Thủy Dương nhí xám. Ừ đúng rồi, cái nhí hồng nó chưa bỏ ra thật. Nó trốn mất tiêu rồi mẹ ơi. Phụng ơi, cho chị cái nhí hồng ở đây nè. Nhí hồng này 100 ngàn nha chị ơi. Chất vải là lụa mango nhá. Anh Thanh Niên anh đã à, cái bài gì mà anh Thanh Niên anh lấy ra tao gì, bài đấy là bài gì không biết, bài đấy bài gì luôn á. Cho em 100 ngàn nhí xa nhí hồng nha. Chị Nguyễn Thị Dương nhí xám có rồi đúng không? Dạ, rồi. Em đọc nhí xám chị đặt ra là nhí sáng. Thế mà các chị xuyên tạc dữ vậy. Rồi vải đuối thì ghi là đuôi đen. Bán hàng hai ngày nay vui ơi là vui luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng phấn cho em.
Nhiều khi bảo chứ, nhiều khi làm việc nhiều quá nghĩ cũng áp lực, xong ngồi xàm xàm vui vui vậy, nhưng mà xàm xàm vui vui cái hồi là không có doanh thu mà lại cáu à. Chị Hồng, chị Davi, ok. Nhí Hồng 100 ngàn nha. Chị nào lấy thì các chị chốt Nhí Hồng cho em. Ừ trời đất ơi, tốn hết một cả ký. Chị My Nguyên Nhí Hồng, Bích Ngọc Trần Nhí Hồng, còn Nhí Hồng nha. Mày tin đứa nào nó ra tới ngoài cửa nó cứng con rồi kìa. Hôm nay con này đứng hàng số 1 giờ nó bị hà gì mất mất đấy rồi. Mất ngôi vị rồi. Còn ai lấy Nhí Hồng nữa thì các chị chốt Nhí Hồng cho em nha. Giá em chốt đơn cho các chị là 100 nghìn. Chị Kim On Nhí Hồng. Các chị ơi em còn mấy áo mà mua hết cho em đi, để lại làm gì cho nó buồn sầu vậy các chị. Chị lên mai kiểm tra đơn hàng này. Nhí săn lá ở đằng sau hả? Ok, các chị thích thì em chiều thôi. Đây là Nhí Hồng nha, em mà đứng lên thì nhanh lắm. Nhí săn này chị. Chung thì Mỹ Phụ Nhí Hồng. Nhí săn cho em nha. Trần Xuân kiểm tra đơn hàng. Chị nào lâu chốt Nhí săn thì chốt Nhí săn cho em, chị nào chốt Nhí Hồng thì chốt Nhí Hồng cho em. Này cô trẻ, trẻ ghế cho tôi. Rồi dọn dẹp vừa đi mấy đứa. Các chị ơi, quần hay gì đó thì sáng mai các chị nhân viên em liên hệ, các chị nói các bạn giúp em nha. Còn bây giờ là em không xử lý bất cứ một vấn đề gì ở đây mà nó về quần áo gì hết. Các chị ơi, quần là em thua nha. Lê Thị Thu Trang Nhí Săn, Đàn Thị Thúy Nhí Săn, Thúy Diễm, Thúy Diễm Săn Biển là cái gì? À, Thúy chị Thúy Diễm Săn Biển 180. Chị Lan Lê Nhí Săn. Có Nhí Săn là gì? Có chưa? Chị Lê Thị Thu Trang Nhí Săn, chị Đàn Thị Thúy Nhí Săn, chị Lan Lê Nhí Săn là 3 mà chị mới thẻ xuống cho mày có 2 mà mày đã đủ chưa? À, chị Yến Nhi Nhí Hồng, Nguyễn Hoa Nhí Hồng. Hết Nhí Hồng nha nè ơi, còn Nhí Săn thôi. Trần Hoa Nhí Săn, Lan Lê Nhí Săn 2 áo, thêm một áo nữa này, chị Lan Lê lại có rồi, giờ thêm một áo nữa. Chị Nguyễn Khan Nhí Săn. Chị nào lấy Nhí Săn thì các chị chốt Nhí Săn cho em. Chốt cam lên các chị ơi. Còn có mấy áo thôi và có Nhí này luôn, chị mua hết cho em luôn đi, Nhí này đẹp lắm. Chưa bán đấy, hàng mới đấy. Các chị chốt cho em. Số 8 nha, giá chất vải lụa mịn luôn á, giá 100 nghìn. Cái này để mai, tụi nó sẽ đọc tin nhắn của chị, chứ chị nói vậy em cũng chưa hiểu chị nói gì luôn. Nhưng mà mai á, tuy là Nhung nó không làm nhưng đứa khác nó sẽ làm và nó sẽ trả lời tin nhắn chị nha, chị Hằng Trần ơi. Còn chị nói vậy thật sự em cũng không biết đơn hàng của chị như thế nào, cho nên em cũng không biết làm sao luôn. Đây là Nhí Săn, còn này các chị chốt cho em số 8. Đây đúng chất lụa mịn nha, đẹp lắm, 100 ngàn cho em. Chị Kim On số 8 này, lụa mịn là mỏng, mịn, mát. Nào lấy thì các chị chốt số 8 thôi. Giá cho em 100 ngàn nha. Không lấy không? Lấy em nghỉ nha. Nghỉ cho các chị ơi, sáng mai hẹn gặp lại các chị nhé. Trời ơi, một ngày quay như trong chóng. Mai có tỏ lắm. Vài cái quần đùi cái áo thun mình mà mặc bán hàng đứng như vậy. Chứ mày một hồi. Này là hôm nay là do chị đi quốc này đấy nhá. Cỡ mà chị đi quốc kia chắc từ nãy giờ chắc về nhà. Chắc tối rồi ta khỏi.